Rồi, delete. Ok. Rồi. Thì chúng ta sẽ đánh giá trên phương diện nào? Đầu tiên chúng ta phải nói là chúng ta đánh giá trên phương diện Bây nào? giờ chốt một điều như thế này. Giả sử chủ trì chính cái phần này ha. Không, Rồi hai người làm chung. thì cái tier list này sẽ chủ yếu đánh giá tổng quan về nhân vật nhé. Một xíu feeling. Rồi, cho nên là nó sẽ không chỉ đánh giá về sát thương mà còn đánh giá cả về các vai trò trong đội hình, kiểu như là khi mà các bạn chọn một con nhân, khi mà các bạn nói con nhân vật này ra thì đánh giá của tụi đánh giá chung về nhân vật này, ok, sẽ xếp theo tier S A B C D. Chắc chắn sẽ không có F, bởi vì F là vô dụng. Không, F for respect là vô dụng. Không Chung phân hả? biệt là DPS hay là support, nó sẽ Ừ. liên quan tới nhiều cảm nhận hơn, sau đó chúng ta sẽ xếp luôn ha. Rồi gần Thì như có nghe tim nữa rồi. Rồi chúng ta bắt đầu sẽ bắt đi đầu. bằng hai Đầu hai anh em tiên chúng ta thì phải thật ra lựa là main, chúng ta có men. main nam với main nữ. Thì chúng ta bỏ Thì chung với đang nhau không biết là bên này nó sẽ cho các hệ không á hả? khác hệ, tại vì mình sẽ có một trận 4 main là main phong, main main nham, main lôi và main thủy. Thêm main hảo nữa là 5. Thì đang không biết chia như thế nào, cho nên là bây giờ thôi mình đánh giá chung trước về main đi ha. Main phong. Đề. Main nham. Main nham thì thật ra bây giờ nói về main phong thì bây giờ nói main phong tại sao là D? Đơn giản tại vì các bạn nhìn những con phong khác đi. Thì ở main phong Đó. không có tác dụng thực sự lắm, kiểu như là một character ổn Thật khi mà ra là ngày xưa bây giờ ở bạn chúng mới ta chơi sẽ thôi. xét trên một điều kiện là 4.4 luôn nhé. 4.4 luôn nhé. Main nham. Bốn. D. Thì đê Không nha. có gì để nói đúng không? Main lôi. Anh lôi lên được C, nghĩ lên được C, Main có lôi battery thì khá lên được ổn, C. khá Main ổn. lôi lên được C. Man nham cũng C, man nham cũng Rồi, C. main thảo. Không, chưa, anh thiếu nham mà, nham đâu? Man Main nham đế. nham C, em nghĩ C cơ. Có cái combo mà, tại vì vấn đề là có một cái combo mà man nham với dòng ly á, cái combo lò vi sóng khá là mạnh, nên em nghĩ nó vẫn C được. Combo lò vi sóng của Main nham với dòng ly đúng không? Combo đó hả? Combo đó thực chất là không có giá trị thực tế, không có gì thực tiễn. Vậy hả? Không 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 quá tốt, không tốt đâu. Nhưng mà nó vẫn Tại vì ổn mới vấn hơn, đề nữa anh nghĩ nó là vẫn ổn hơn main nham anh. Tôi định để lộn, nó vẫn ổn hơn main phong. tại thật ra D anh cũng để nhiều lắm á. Thì đó, cho nên cho lên Được. C tạm đi. Ok. Main main Ok, chấp nhận C cũng được. Rồi. và đáy Main đáy C nha. Main Main nham là đáy C. Main bây giờ mình tới Main thảo. Main thảo thì em nghĩ Main nên lên thảo thì thật A. ra Main thảo thì với cái lượng này anh để B, anh không để B O. hả? Mà đầu A B đúng sẽ cho không? nhân vật Được, còn em mạnh nghĩ hơn đầu nhiều. B. Em nghĩ đầu B B và tầm B dưới. B dưới B luôn hả? dưới nha. B dưới. Nếu tại vì nè, nếu mà mọi người có một vài nhân vật 4 sao, ví dụ như mọi người có cô lây C6 thì mọi người có thể thay nhà lữ hành đó Đây, được. nếu như mà bạn cầm main á thì cái main nên chơi nhất là main thảo. Tại vì main thảo nó cấp thảo rất tốt, thua mỗi cô lây C6 với lại Nahida thôi, và nói chung là dễ dễ build và trúng thưởng, full full nạp full tinh thông mà chơi vậy thôi. Còn main thủy, Main thủy cho D từ luôn từ, anh, main main thủy thủy, D không main làm. thủy anh đang phân vân Main thủy em nghĩ giữa D D luôn với anh. F, giữa Thôi D anh, với F. thôi bình tĩnh. Rồi, D. như Nhưng mà vậy chung là là đối với main thì mình xếp như thế này ha. Thì main phong sẽ là D, main nham sẽ là D. Main nham là C, mới mới đồng ý C cái này hả? xong. C hả? C. Ok. Main Main nham sẽ là thảo à? C, Main main thảo lôi là là B. C, main thảo sẽ là B và main thủy sẽ là D. Cho nên Ok. là tổng kết Rồi, lại là đứng tầm Jhin. tầm C. Jhin. Jhin thì vốn là một healer rất ổn, nếu mọi người chơi tình ten đầu 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 game Đây, đúng không? nếu như Jhin trước Furina Thì vẫn B, em nghĩ là vẫn là cuối C, B, em nghĩ vẫn cuối B. là C, Cuối không có B. B. C Tại sao? không tốt. Khẳng định trước Furina Jhin C Vậy hả? rất tệ. Hát Khẳng định vậy, rất hát tệ, vậy. tại vì trước trước Fu á là mình vẫn còn là đội hình hệ hệ Thảo và Nuvelet.
Hàng thảo Bạch Long đó, thì Jin không có tác dụng. Không một tác dụng. Nhưng cái vấn đề là có phù rồi, có phù Jin đỡ vô dụng hơn. Đây là B. Cho nên B. Dưới B, tầm dưới B á, nhưng B. mà vẫn là B. Điều kiện có phù mới thành B. Còn nếu không phù xuống C nhé. Lisa. Rồi. Lisa thì đã từ F từng F đến đến hệ thảo. Tại sao? Thì lên được cái vấn đề hồi trước C. Lisa cũng có lên cái được hai. C. Ý lý là... do là có Nahida. Không vậy nè, cái vấn đề là Lisa nó bả vẫn, cho dù bả không có thảo, bả vẫn có cái 20% giảm kháng của bản thân khá là bự mà. Hay là 20% gọi là trừ defend thẳng luôn á. Trừ phòng ngự thẳng của bả sau khi bả đã nói thì... anh đang nói cái việc là Lisa không mạnh khi không có Nahida. Rồi khi có Nahida mạnh hơn xíu. Lisa mới ngẩng cái đầu lên một xíu. Bây giờ có Furina, có cả những nhân vật sau này 4.4, đội hình hệ thảo mất đi cái tính ổn định của cái tính tập tôn của nó rồi. Thì Lisa lại biến mất. Cho nên là Lisa S tier. Tại vì Lisa Lisa là nhân vật leo núi mạnh nhất ha. D. Không, Lisa nhân vật leo núi mạnh nhất, Lisa phải S anh. D. Để em tắt anh. Leo núi phải leo từ dưới lên. D. Cuối C, em nghĩ vẫn cuối C. Em thì riêng em thì em nghĩ cuối C. Tại vì dù sao là thật ra D anh còn nhiều nhân vật còn D lắm. Ý là tại vì vấn đề là C thì Lisa vẫn là nhân vật hệ lôi, cho nên là nó vẫn được cộng điểm do hệ thảo, và cộng với việc là cho dù anh nhưng mà thì... anh phải nói cái vấn đề là khi nếu như là 3 chấm đổ đi, nếu mà trước 4 chấm thì bả thì vẫn cầm, thậm chí là trước Furina luôn, anh cho Lisa C được thâu phu rồi. Ý nói dù sao bả vẫn mạnh, ý nói là dù sao bả vẫn mạnh hơn hai đứa men nham với men phong mà, với men thủy nữa. Men nhưng mà vấn đề nó thua men thua men thảo. Men thảo mà... B mà. Nhưng mà thì là bà C đúng rồi. Bây giờ C là men lôi đúng không? Men lôi còn có tác dụng hơn. Tin anh không? Men lôi có giảm 20% phòng ngự không? Hả? Men lôi có giảm 20% phòng ngự. Cấp lôi nhanh hơn em. Cái cấp lôi đã hơn. Cái vấn đề là mình đang không có cần cấp lôi, cái vấn đề là mình cần. Với lại thêm một cái nữa là men bà yếu hơn gì thì, nhưng mà bà vẫn gọi là nói sao ta, cho dù thì bà yếu hơn kia, bà mạnh hơn thằng nhau. Giờ Ron Su ra cũng mạnh Lisa không mà đội C. Vấn đề nữa đúng vậy. Em chắc gì ra C6. Mọi người có thể chắc chắn là men còn C. Một cái điều mà này bây giờ mình mới bây giờ các bạn cũng nhận ra điều này ha. Men còn C6 được, Lisa thì không. Các bạn biết là bạn muốn là Lisa C, các bạn cần phải làm gì không? Các bạn roll mana thường. Dạ không có nó. Không re up. Ủa rồi cái shop để làm gì vậy? Không xuất hiện. Rồi cái shop để làm cái... gì vậy? Em tốn bao lâu? Thì lâu chứ không phải là không có. Lâu điên, lâu khùng. Lâu còn hơn một con 4 tao xe 6 bình thường. Thì đương nhiên. Đấy, cho nên bây giờ cãi nhau là C đến D đúng không? Ok, anh nghe theo em, anh để C. Thì low okay. C đi, low ẹt luôn cũng được, nhưng mà vẫn là C. Đúng không? Okay, dù sao cũng là lôi mà. Ok. Amber thì không phải. Coi như là bởi vì nó còn áp dụng là trong đội hình hoàn hảo. Ok, rồi C. Amber không phải. Không nói nhiều. Rất tiếc là... Rất xin lỗi những người main Amber nha, nhưng mà Amber rất thì... Rất xin lỗi mà... Không các bạn có chịu một cái sự thật là Amber... Không mạnh. Và thậm chí còn... Gọi là sao ta? Thậm chí còn... Khó lên cung mệnh nữa. Xui là... Cái vấn đề còn khó lên cung mệnh. Xui hai chuyện nè. Xui là nó cầm cung. Xui thứ hai nó hệ hỏa. Xui thứ ba là cha character đầu tiên, cho nên là khó lên cung mệnh nữa. Xui nữa, đúng rồi, xui nữa là cha khó lên cung mệnh. Kể cả khi bạn có C6 cũng không cứu được. Xui thứ tư nó là 1.0. Nó không phải như một bây giờ mà nó dựa trên những gì đang có bây giờ, mà nó dựa trên ngày xưa. Cho nên Amber rất tiếc là một nhân vật D. Ok, chúng ta đến với Noel. Rồi. Noel support không ổn.
Noel là làm main không quá tốt. Gọi là Noel chúng ta đang xét trên tình trạng 4.4 luôn nha. Anh đang xét trên tình trạng 4.4 luôn. Nhưng mà Noel là cái vị trí của Noel đâu phải là tổng quan luôn. Rồi. Nhưng mà Noel khi dùng làm DPS bình thường. Bình thường. Ý là bình thường so với đám 4 sao thì bình thường. Ở mức trung bình yếu. Ý là anh phải so 4 sao với 4 sao chứ. Tại vì nếu mà so với 4 anh sao so thì chung. Bình thường. Bởi vì team này có cả 5 sao nữa. Ừ thì nếu mà có 5 sao thì anh phải so. Nhưng mà ý nó là nhân vật đầu game 1.0 và... Thì nó đã yếu chứ. Mình không có cân bằng theo kiểu là ok nhân vật này nhân vật đầu, cho nên là mình phải châm trước. Không. Không châm trước. Mà đâu có tính là yếu. Chỉ vấn đề là anh không build Noel thôi chứ đâu phải Noel C6 vẫn khoảng. Em thấy vẫn nhiều người khỏe mà, đánh khỏe hơn vài con á. Đánh khỏe hơn nhiều con á chứ. Anh đang nói đúng không? Kiểu như là em thì em để ở đâu? Nếu mà là em thì là một là bự nhất của C, hai là yếu nhất của B. Anh để C. Thì đầu C đi ha. Đó. Tất nhiên rồi, tất nhiên là mình đang phân tích đúng không? Thì anh đâu có để nó ở D. Ừ thì chắc chắn là không D rồi, tại Noel là một trong những nhân vật 1.0 hữu dụng nhất. Nhưng Barbara... Nhưng mà chúng anh nói lại, đây là T-List 4.4. Ừ. Nha. Chúng ta so với con mắt của một thằng chơi 4.4. Tôi dùng Noel support trước Hero D nha. Tại sao Hero D dai vậy? Ok. Khoan đã, lật Deja Hero Deja ấy. Lật Deja Hero Deja. Nó lại lật Deja Hero Deja ấy. Rồi Barbara. Với Barbara bây giờ mình so điểm mạnh đi. Một con thủy hiu. Hiu là còn hát khí. Ừ. 4 sao. Ừ. Có animation. Ừ. Có sử dụng được trong đội hình Hilo. Ừ. Đang là đội hình hệ thủy mà, đội hình có mà Barbara mạnh nhất là đội hình Hilo. Ừ, đúng rồi. Lịch đấy chứ quả đó tôi xài được sách rồng. Khổ gì. Xài được sách rồng. Ừ. Xài được sách rồng. Ừ. Hiu tốt. 5 sao nên chơi thích thì cũng ổn. Hiu tốt. Nhưng, okay. Nhưng. Rồi bây giờ mình đó là điểm mạnh hay điểm yếu nè. Không có đam. Ở tất nhiên là đam không có rồi. Cái thứ hai nè. Cái này quan trọng nè. Ứng thủy lên người. Ừ, tự ứng thủy lên người khá là một khó. Một điểm trừ cực kỳ nặng. Thứ ba, hiu 4 giây. Eo quá lâu. Một vấn đề cái eo của Barbara xong rồi để Barbara đánh thường trên sân. Mà chứ đâu phải cái eo Barbara xong để Barbara dùng cái đó để hiu đâu. Eo quá lâu để em cấp thủy. Ví dụ em đang cần một cái lượng thủy cho Nilo á. Thì cái việc eo nó là quá lâu. Và cái điểm trừ nữa, điểm trừ anh nói rồi đó là cái cái gì đấy, cái thủy lên người nữa. Đó là một điểm trừ cực kỳ lớn. Rồi. Ừ. Điểm trừ từ 1.0 tới giờ luôn á. Ừ, thì biết rồi. Biết tuy nhiên vì nó đang phục vụ cho một đội hình mạnh. Ừ. Mặc dù bạn có rất nhiều mảnh ghép thay được nó. Ừ. Nhớ nha, chúng ta có rất nhiều mảnh ghép thay thế được Barbara. Tuy nhiên, điểm cộng ngược lại, đây là một nhân vật free. Yeah, nhân vật free, được tặng free khi mà các bạn xong nhiệm vụ. Thì mình để nó ở low C. Ở C. Ở low C. Dưới cả Lisa á, mình nghĩ là dưới Lisa. Rồi. Dưới hay trên, anh nghĩ sao? Cái này em không có cãi. Anh thì anh sẽ để trên main. Trên Lisa đúng không? Trên main luôn. Ok, trên main luôn. Hợp lý, cũng hợp lý. Ừ, vậy cũng hợp lý. Nhưng mà dưới bạn anh cũng đang tính để trên luôn cả Noel nữa chứ. Tại vì không, thì thật ra là khả năng sử dụng của Barbara trong các trường hợp nó nhiều, nó hơn. Sẽ cao hơn khả năng sử dụng của Noel. Ừ thì cho nên có thể nên để trên cơ bản rồi. Cơ bản là cái character thủy nó lỗi vốn là cái hệ lỗi rồi, cho nên là gì hơn nó hệ thủy. Rồi chúng ta tiếp tục tới Scroll. Rất rồi, mạnh Scroll giàu nhá, một con rất mạnh. Điểm từ nè, Huka Yuha. Điểm cộng nè. Điểm cộng nè. Hết rồi. Ừ. Nó, không. Nó chỉ thua Kazuha thôi. Ừ, vấn đề là điểm trừ duy nhất là thua Kazuha thôi. Vậy thôi á. Đây là một con mà mình nói với các bạn á là khi... Ủa? Một kìa. Con mà... Ê chim đâu chờ không biết được free Barbara kìa. Ừ. Rồi. Ờ. Có chuyện gì đã xảy ra với ạc của ông? Rồi.
Với lại xuất rô á, đây là một con nhân vật có thể, mặc dù nhá, nó không áp dụng rộng rãi được, nhưng mang nó vô được. Ừ, mang vô là hoàn thế cho Kazuha được. Ừ, chơi 6 được không? Được. Được. Mặc dù cũng hơi tốn nhiều á, nếu mà con nhân vật này là với một cái điều là sâu 3.0, thậm chí tới 4 chấm, tinh thông nguyên cố cho các đội hình có phản ứng, vẫn là mạnh, vẫn mạnh. Ừ, hệ phong nữa, xài đúng hình nữa, yeah, chơi đội hình hệ lôi, cầm bông bạch hồng nữa. Ôi trời ơi, đã pháp khí, đã hệ phong, đã xài được bóng hình, đốt tinh thông, chơi được bạch thần, đốt tinh thông, bốn sao. Nói chung là mình nghĩ là sức rô A nhỉ, em nghĩ sức rô nên A. À, mạnh quá, sức rô mạnh quá. Thật ra anh, ok, A đi. Low A. Tính thử một category là A trừ á. Kiểu như là low A, low nhưng A. Nhưng mà thôi, sức rô thì làm A được. Rồi, ừ, chúng ta sẽ đẩy sức rô xuống sau. Ừ. Rồi, Fischl. Fischl. Hiện tại là có 4 sao vật. Hệ... Có cái gì? Có là một hệ lôi. Ừ, cầm cung, đã từng chơi tinh thông rất mạnh. Ừ, nhưng 4.4 con phép này không nhận được quá nhiều. Anh tất nhiên là ngoại trừ cái set hoàng kim ra thì đại kịch hoàng kim á, đại kịch hoàng kim không quá nhiều. Sát thương của phía sổ vẫn tốt, vẫn chơi cho cái đội hình hảo được, nhưng bảo là A thì không. Ừ, é C thì yếu quá, ít thì quá yếu quá. Cho nên là còn gì chỗ nào nữa? Tóc B đầu thôi. Của B, tóc đầu của B luôn, em nghĩ vẫn tóc đầu so B với chim. Ok, thì mình có để đó đi. Ok, B phía có thể B ngang ha. Có thể ngang hoặc là hơn chim, em nghĩ là ngang hoặc hơn chim. Rồi, kiểu vậy. Mona còn ai chơi Mona nhiều hơn tôi. Rồi, Mona là một nhân vật thuần là bút sát thương, hệ thủy, vô tình nó là hệ thủy. Lỡ như tiên các bạn không có hồi máu, các bạn có thể nhét nhẹ cái gì ta, cái nhật nguyệt, không phải nhật nguyệt hàm, cái mẫu kim phách, ừ, mẫu kim phách, nhét nhẹ mẫu kim phách cho nó có hiệu. Yeah. 60% sát thương, 15% tỷ lệ bổ kích ở C4. Nói chung là con này là cái con giúp nút mạnh nhất. C6 được, rất dễ, tôi làm rồi, các bạn cứ làm. Cái này mới đúng là cái câu hỏi là huat á. Nhưng anh không đánh giá con này ở à, quá mạnh. Ừ, em cũng không đánh giá mạnh. Bởi quá, vì chúng ta quá có đơn cử là một nhân vật, bạn nói bạn bút 60% sát thương ư, tôi bút 75%. Cho nên và thật ra nữa, một điều nữa là cái con nhân vật này á không áp dụng rộng rãi được, không phải đội hình nào cũng mang theo, chủ yếu là Noel chỉ nhận đội hình mà nút rồi, nút nhanh, nút mạnh, cho nên nó ở an chung carry với sát thương. A, em lại thấy tầm đầu B hơn. Thật ra đây là một nhân vật 5 sao lật. Ừ, lật. Nhưng mà cái bởi vì nó là một nhân vật bút. Ừ, hệ thủy. Ừ, chăm sóc được. Ừ, cho nên anh vẫn đánh giá con này ở mức A. Ý nó là tại chỉ là đằng sau sức rồi thôi. Cái vấn đề là ý nó là tại vì sau cái vụ mà cái độ phủ của team á thì em nghĩ nó lên đầu B, đúng không? Nhưng mà anh không nghĩ B thì nó lại quá tệ với con này. Vậy hả? Ừ, cho nên để đuôi A được. Đuôi A luôn ha. Rồi, Kaya, C. Kaya nói nhiều lắm. T. Từ từ. Đối với Kaya nhé. Ừ. Rất tiếc phải nói là anh nghĩ C thì nó còn hơi tốt. Không, cái vấn đề là tại vì vậy nè, bây giờ nhá,
Kaya A kìa. Kaya Kaya kìa đó. Sao lại Kaya A? A không được. A chứ. Bây giờ câu hỏi là Kaya không nên D hay không nè? Kaya không nên D nha, tại vì em thấy là Kaya khá là mạnh đó chứ. Cấp ổng là một trong những con mà thực sự là em thấy cấp gọi là ta cấp băng rất ổn nha. Kiểu như bích, nếu mà anh không có mấy con cấp băng như Ganju hay là nhưng mà cấp băng không gì? Được nhưng mà không khe cấp băng mới chết chứ. Và thêm lý cấp băng được không? anh không phủ nhận việc cấp băng tốt, rất tốt, nó bạn sẽ sáu thứ mà tôi chưa có. Chứ lại nếu mà anh nhưng, gọi là nhưng vấn đề nè, ừ. 4.4 rồi. Ừ. Rất ít cần cấp băng. Ừ. Cấp băng không mạnh. Hiểu không? Tí vậy là ok, ta cấp băng tốt nhưng để làm gì á? Thì ý nó là hiện tại thì lại là không thì lại không có trả lời. Ví dụ cái thứ hai nè. Để coi nó còn cứu được hay không. Ok, cứ coi như là nói chung là cũng em cũng có thể bỏ xuống. Bởi vì nó có thể coi đầu như là AK at home đi. Không, tại vì con này có thể coi như AK at home đi. Không, kiểu như Kaya vậy nè, kiểu như Kaya là có thể là cuối C hoặc đầu D, nhưng mà nếu mà muốn D thì D, mà đầu thì đầu C thôi. Ừ, đầu về D mặt sát thương thì lại Kaya vật lý nữa chứ. Ừ, Kaya vật lý là Kaya bản mạnh nhất, do tại vì một phân phát là cái skill đánh thường của Kaya to tổ búa luôn. To nhưng mà ừ thì cái vấn đề không ai xài thôi, cho nên là yeah, tự hiểu đi. Hiểu rồi, em hiểu rồi. Ok, mình để Kaya D. Rồi, đi lướt. Ừ. Sau sự mỏ đúng trước 4.4 C rất tiếc nó nằm ở dưới C. Ừ đó, ý nó cũng tầm đầu C á, tầm đầu C á, nhưng mà Mrs. Score thì đi lúc có thể tự hào nói rằng mình đầu A đầu B. Thì đi lúc có thể gây được sát thương tốt, đúng rồi, ổn khá ổn, với gần như là 2 cây vũ khí ổn. Ừ. Đó là cái đây là ba vũ khí của đi lớp ổn đi. Ừ. Cứu được đi lớp đẹp thì từ C lên B được. Đây đầu nha, đó. Đầu C thành đầu B. Với điều rồi. Kiện là mọi người team com khỏe. Phải có Furina, phải có Furina cộng bà con. Và Furina. Rồi. Trở lại với tiếp theo Razor. Là Razor. Bảy màu. Razor thì Seven Color đã lên được C nhờ Razor Glory. Ừ. Razor 7 màu ấy. Ừ. Cái đội hình mà Razor hỏa thủy thảo ấy. Yeah. Nhưng 4.2, 4.4 mà mới được. Ừ. 4.4 mọi người. Nhưng mà vẫn ổn mà. Hết cũ. Nó ổn mà dưới cái đám C thôi. Nói chung là vậy đi. Em để nó lần sau đi xa chứ mà. Đâu luôn. Để khổ dữ vậy. Ok, yeah, vậy thôi cũng được. Ít chứ không rồi. Phải D là được rồi. Là đến với Bennett. Không S. Bennett không S. Tại sao? Bennett xuống dưới A. Tại sao? Hãy cho lý do. Lý do đơn giản. Không còn quá nhiều đội hình phụ thuộc vào tấn công. Are you sure about that? Em kể cho anh nghe. Bây giờ anh kể cho em những đội hình không sử dụng Bennett nha. Ừ. Cả đội hình hệ thảo là nhiều đội hình, mười mấy đội hình á. Nilo nè, Ignari nè, Nahida nè, Ao Hai Thần nè, Saino nè, năm đội hình. Năm đội hình, năm đội hình nè, là năm đội hình nhất rồi đó. Tất cả đội hình có co không sử dụng tấn công. Hiện tại chỉ có mỗi thực sự là nếu mà không sử dụng tấn công là có mỗi Long với lại Ito hai đứa à. Tức là khi mà cái con Bennett này nó có cái điểm yếu cố hữu của nó là cái dòng thôi. Điểm yếu duy nhất của Bennett là cái dòng. Thứ nhất là cái dòng. Thứ hai là HP. Thứ ba là gì biết không? Gì? Infuse hỏa. Thì đó cái gì? Vẫn có một số đồ anh không xài được. Bennett sẽ không tác vào. Và cái mà ở ba và quan trọng nữa là những cái đội hình, ví dụ như đội hình Nubilet á, không có xài, không xài được. Anh biết, anh cũng biết là đội hình Nubilet chỉ có bao gồm mỗi Nubilet thôi mà, đúng không anh? Nhưng mà Nubilet đi kẹp á thì không xài được. Cái nữa, những con ví dụ như là con
Rio nè cũng không xài Bennett luôn. À Rio không xài Bennett. Ờ thì Rio trừ khi anh Thảo không xài Bennett. Vị không, thế Rio của vẫn... Bennett không còn ép nữa. Không ép nhưng mà vẫn chơi, vẫn là một con cực kỳ mạnh. Sắp cột. Đầu A luôn mà. Ý nó đầu A luôn đúng không? Đầu A mạnh nhất á. Anh không có nói B, anh nói A chứ không S. Con này không S. Ok nhá. Con này không S. Rồi. Chúng ta vẫn đi nè. Trời ơi. Ê bây giờ Hảo cho anh ý kiến nha. Về con Ninh Quang này. T hay D? Ninh Quang à? C hay D? Nói thiệt nha, có một cái này khá là vui. Gọi là Ninh Quang chơi được cái Navia hai bên sub DPS nhau. Cho nên em nghĩ vẫn là cuối C. Cuối C. Trên Razer xíu. Tại nếu như các bạn không có Yongli thì ok. Nhưng cái vị trí của nó quá dễ thay. Ừ, là cho nên là mới cuối C. Thứ hai, nó gọi là gì sao? Nó gọi là sao ta? Chám chỗ nào cũng không thấy vừa lòng á. À nó là như vậy. Ừ. Một tuy và bản chất nó là một con hệ nham skill tấn công. Nó ngược lại với tất cả những con hệ nham khác. Con Navia này. Riêng con Navia này ha, thì mình nói với các bạn bởi vì nó mạnh. Ừ, vấn đề Navia mạnh quá. Nó có thể tự đứng được. Nó kết hợp với những cái khác được. Ừ. Còn bạn con liên quan không mạnh. Ừ. Nó là như vậy. Cho nên là ok. Để sau Razer. Sau luôn hả? Em nghĩ là sau Razer vì một điều đơn giản hơn nữa. Bả là tuyết nó hẹn nha. Ok. Beidou. Tuyết nó hẹn nha. Ok. Beidou. Đi chung với Ninh Quang. Đi chung với Ninh Quang. Sống quá. Kế bên luôn. Hả? Kế bên luôn. Beidou yếu. Kế bên. Beidou không lên B được. Em nghĩ Beidou không lên B được. Em nghĩ không lên được A thôi chứ là vẫn B chứ. Hử? Beidou đâu yếu. Beidou không yếu nhưng Beidou không mạnh. Ừ cho nên là B là cái đám mạnh yếu không mạnh đó chứ. B là em chung tia với đi lúc. Em chung tia với Fit, em chung tia với lại con chim. Là nó còn tác dụng. Thì còn mà. B là được cứu. Chứ cái độ A tay là mạnh. Chứ cái độ Taser còn, là cái gì? Còn... Chỗ đứng duy nhất của nó là Taser đúng không? Ừ. Taser mạnh không? Cũng ổn mà, em thấy ổn mà. Ổn là yếu. Như vậy vấn đề là nè, đây nè, mình hỏi nè, bây giờ mình chỉ có khe cái chữ này nè, có mạnh không? Các bạn nói cũng ổn. Nghĩa là dưới, nghĩa là không mạnh. Cái thêm không? Một cái thì, khi mà các bạn nói cái câu, giờ ví dụ như Bado vô nữa thì Taser ổn, mạnh không? Nó mạnh như Nilo. Thì đương nhiên là không. Nó mạnh như Dilux không? Không. À. Nhưng mà ý đó là nếu mà nhưng mà Beidou vẫn là nhân vật hệ lôi mà hệ lôi tất cả hệ lôi nhân vật hệ lôi nhưng thảo. Mà nó chung tiêu với Lisa ok chưa? Đầu C đi bởi vì bây giờ chúng ta đã, C đi. Đây là những nhân vật nội tại là môn tạp không à, môn tạp với đi chơi đợi hộ không à, lát nữa S đi rồi các bạn sẽ thấy rồi. Cây chiên giờ cây chiên xếp sau Thảo thì em nghĩ chắc là đầu C được á. Ốc đầu hàng hạng nhất của C luôn. Cây chiên. Và nếu mà cây chiên so với lại 4.4 bây giờ. Cây chiên Agravay vẫn mạnh mà. Bây giờ cây chiên 4.4 giờ nha. Cây chiên 4.4 bây giờ thì em nghĩ có cái đội hình đang là cũng được là Baizu gì Baizu. Cây chiên kết hợp với hệ Thảo tốt. Ừ. Cuối B với... thì chê phạm anh cuối B. Không muốn nó ở C. Không muốn hả thì cuối B đi. Đuổi B. Ý nói thì em đang tưởng anh đang muốn cái con này nó xuống á. Con Sang Liên này. À. Bây giờ Sang Liên này hoặc A hoặc S. A cho đầu A đi. À, tại sao bây giờ đây anh đưa ra dẫn chứ cả sao nó có thể S à? Ừ. Giờ đội hình nào cũng chơi được nó trời ơi. Cặp lôi mạnh nhất. Đồng cấp cái vấn đề nè, đội hình nào bây giờ các bạn kể tên những cái đội hình mà có Sang Liên được má, đội hình nào cũng ma đó. Mọi đội hình hệ thủy những cái đây là 4.4 cứ cần bốc hơi là có Sang Liên, đội hình hệ thủy nào cứ cần bốc hơi là đây có Sang Liên quốc. Mà cái con hỏa nào đi chung với nó mạnh nhất? Bennett. Không phải Bennett, Sang Liên. À
chỉ nói là anh đang nói con hỏa nào đi chung với lại đám thủy. Em đang tưởng anh đang nói là đám mạnh nhất. Em đang tưởng anh đang nói là con sang liên đi chung với con gì mạnh nhất. Trời ơi, tôi đang nói thủy quốc mà. Ôm lộn. Ok, thì nhiều con chơi được. Con sang liên này nó có mặt gần như trong mọi câu chuyện mà. Ok, bây giờ hệ đội hình hệ thủy này nhét con hỏa nào vô. Cứ có sang liên thôi. Sang liên. Thậm chí cả Navia cũng chơi sang liên luôn. Navia cũng sang liên. Rồi, Rio cũng sang liên. Rio the Slay cũng sang liên. New cũng sang liên. Thu càng sang liên. Nói chung. Pha gì? Chevrolet cũng sang liên luôn. Chevrolet cũng sang liên. Và còn nếu mà sang liên luôn thì cũng có thể sang liên. Điểm yếu cố hữu duy nhất của sang liên là nạp thôi, còn lại là tất cả mọi thứ đều ổn. Rồi, điểm yếu đó thằng khác không? Ừ. Uta cũng sang liên. Rồi, nhắc về vũ khí. Uta cũng sang liên. Có cây nào nó không xài không? Thì tôi hỏi các bạn từ 4 sao đến 5 sao. Sang liên không phải. Chỉ có những cây không cứu được nó không xài thôi. Sang liên là trứng từ của thương chứ. Tới từ thương nàng tới thương sát thương, từ thương rồng tới quyết chiến, từ má hô ma khai đi suốt. À không, khai suốt là kia. Hô ma máy chèo. Cây cắt cỏ. Rồi, xương sống thiên không cắt cỏ. Bà ơi, cây nào mày cũng xài được. Ừ, cứ có là xài. Thép lắm gì mà. Cứ 4 dấu ấn mà xài. Cái set mạnh nhất của game. Hoàng kim. Nói chung là gì cũng có xài. Là xài được. Thiên liên mạnh lắm. Nó là một con mà tôi nói các bạn chỉ cần cái vòng xoay bánh xe đó 14 giây là nó giải quyết được hết. Ý tôi là C2. Ừ. Không, C2 là một cái cung mệnh được gọi là khá ổn đối với lại nhiều người rồi. Và rất ổn với đa số người. Và con sen liên cũng rẻ nữa. Đứng chơi duy nhất. Mạnh nhất cái cung mệnh mạnh nhất của sen liên. Đơn giản thôi. Nạp. Không phải nạp. Chứ lại gì? Má hơn C6 còn gì nữa không ta? Tao cũng lên C7 được. Thôi chắc của S. Có C9, có C10. Em nghĩ cho nên của S. Con này là con S đầu tiên của phiên bản 4.4 này. Ok. Các bạn muốn roll. Các bạn muốn cho đội hình hệ 4 chấm các bạn mạnh. Con này là con các bạn lưu ý đầu tiên. Trong Yun. Rồi, giờ đã trong Yun. Trong Yun thì xài cũng được, không xài cũng không sao. Hết cứu. Bình thường. Không cứu được. Bình thường quá. Không cứu được. Em bị nhưng mà không tới mức C. Không tới mức không D. Tới mức hả? Ờ thì không mức D thì em để kế bị đâu. Ở C thôi. Ổn. Ổn nhưng mà ở C cũng thôi. Ừ. Ở C thôi. Thật ra thì mình tại vì mình vẫn nhớ cái thời điểm mà con trong Yun được nút khoảng 2-3 lớp gì đó ở trong cái ngân hàng của bên Trung á. Ừ. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận thực tế là con trong Yun không mạnh. Ừ. Tiếp theo thôi, chính là cũng không nói gì nhiều cho nên là C. Tiếp theo chính là Xin Chiêu. Xin sẽ ở S. Nếu như không có cái con chữ Y dưới. Rất tiếc. Mày ở A. đằng sau mày nét, nhưng đây là một con mình nói thiệt các bạn nếu các bạn mới chơi thì ba con Bennett, Sang Liên, Xin Chiêu là ba con các bạn phải build. Mình nhấn mạnh chữ phải build nếu như các bạn muốn chơi game dễ. Mọi người muốn chơi game dễ thì mọi người build 4 cái con đang đứng hiện tại luôn nè. Xong rồi tính luôn con Sucro luôn là 4 ấy. 4 con này là 4. Bà muốn con này 1.0 nha. Ừ. Ê, 4 con này 1.0 nha. Đây là những con mà các bạn mình khuyên các bạn là các bạn phải build. Lên level luôn. Nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong quá trình các bạn chơi game. Còn tại sao con xin kêu á thì như mình nói hồi nãy con Y nó đá nó xuống. Rồi, tiếp theo 77. Nếu em để đó ở thích được với điều kiện cái E nó 15 giây. Cái mày bằng không, lý do duy nhất em để QQ ở S để em cầu mong nó không ra. Không, nó sẽ ra đó. Xuống dưới đây cho, đằng sau. Mình để cái tia nằm dưới D là tia diễn viên đi em. Chi nằm dưới đó. Không, thật ra em nghĩ giờ là cuối C Chi được. Không bỏ C luôn. Tại vì với cái vấn đề là Chi giờ heal được, nó vẫn là healer toàn team. Không kẹp, bây giờ nè.
Ờ, thật ra ở 4 chấm... Ok, bây giờ nếu mà nó điểm mạnh của Chi Chi, đúng. Heal bây giờ là một thứ quan trọng. Tại sao? Tại bạn chơi với Phu, cho nên heal quan trọng. May á. May, xe, thứ cứu của Chi Chi. Xe đuôi á. Chứ không là ta để xuống D, để xuống diễn viên luôn. Mà em nghĩ nên có một cái tia cho niche không chứ. Kể như giờ nói thiệt là overall thì Benty trong content trừ Lao Hoàng là vẫn là vua. Còn cứ nhưng chúng ta nói về sức mạnh. Sức mạnh độ hữu dụng rồi các thứ là nữa. Chủ yếu sức mạnh độ hữu dụng các kiểu mọi nhiều thứ thì con Benty. Rồi, bây giờ nói Benty nè. Lobby. Cái dưới tầng 12 là Benty dùng được. Nhưng mà trên tầng 12 Benty bỏ. Và độ hữu dụng ở trong ngoài map ổn. Vậy mà chúng ta chỉ xét trên tầng 12. Ok, thì Benty rất tiếc. Độ mạnh của bạn là S tới khi một con chữ K xuất hiện. Rồi, clean. Đầu B đúng không? Cho nên cuối B là hợp lý đúng không? Rồi, clean. Đi lớp được lên B bởi vì có bà cò cú. Clean không ai cú. Clean thì không. Cho đầu xe tại mày nó làm sao và mẹ mày mạnh nha, mày đẹp nhá. Ok. Bà mẹ khỏe. Tatalia. Em nghĩ là cái tỷ kiểu như là Tatalia khó build và chỉ gắn với đúng một đội hình thôi, nhưng mà trong cái đội hình nhưng đó mà đội hình trong những đội hình mạnh nhất game, một trong những đội hình mạnh nhất game hiện tại ha. Tôi nói các bạn nghe, tôi có một cái câu như thế này: khi các bạn build được một đội hình hưu tao mạnh, các bạn sẽ nhìn thấy một đội hình Inter mạnh hơn. Ừ. Tatalia này. Tàu A, bé A, tại vì không blink là tắt được. Không blink là tắt được, chưa điểm. Ờ thì đã nè. Không bờ lên là tắt được. Con mà đúng rồi, trên tính ra từ về mặt lịch sử á là con này redeem 4 lần trong 1 năm rưỡi. Tới nỗi mà tới thấy Natalia là cứ bệnh biệt Sunny Haya hoài. Rồi mày có chết không? Thậm chí có một cái tên đồn á là treo chết, treo chết. Khi mà có hũ cho cốt á thì người ta hỏi là ok chừng nào treo chết, nít phát cho ta đây rất là nhiều. Chừng nào treo chết sống. Chừng nào treo chết ta thôi sẽ nằm ở rồi ngon nè. Dion đã từng nghe từng nghe bây giờ B trong những cái phiên bản này B vẫn sau 3 chấm không còn A nữa. Không còn B luôn, dưới C xuống C. Nhưng mà vẫn là một shielder, healer và búp tinh thông ở C6 cho nên chắc là mình nghĩ đầu B ha, đầu C ha. Cái khả năng của nên nạp tốt chơi được, nhưng mà nó bị như thế này nè. Nếu như nó không phải hệ băng Nana, nếu như nó không phải hệ băng, nếu như cái C6 của nó kích hoạt cộng 200 tinh thông kể cả khi nó dưới 50% máu. Chứ còn Bennett đó hả? Nếu C6 của Dana cho là khi mà máu dưới 50% thì heal nhận ảnh hơn. Trên 50% thì 200 tinh thông. Nếu như nó loại bỏ được cái đó thì nó lên B được. Nhưng mà không loại bỏ được. Cho nên hơi kỳ. Con này C. Zhongli. Chắc là em nghĩ vẫn A. Không S. Nhưng mà A. Không S nhưng A là content nhàn hẳn. A đuôi. Nhạc thêm content nhàn hẳn. Rút tiếc cho các bạn nào về Zhongli. Thật ra Zhongli là một nhân vật mạnh tính tới 300. Tại vì tới 300 không làm được gì với lại Zhongli rất mạnh. Zhongli là tốt tồn. Nhưng khi mà những đội hình bây giờ 20% giảm kháng không đủ thì con Zhongli bắt đầu mất đi vị thế. Và ta thấy con Zhongli nó quá chậm, nó hiện nham. Nó quá chậm. Nó gọi là không mạnh bằng những con năm sao khác. Và quan trọng hơn cái vũ khí của nó như cái đờ bờ vậy. Hiện tại là 4.5 rồi. 4.5 mới có vũ khí cho Zhongli nha. Và bọn mình xếp ở 4.4 cho nên hết cú. Rồi. Nhạc nhưng mà tiếp có đam mê sôi nổi vui vui tôi nghĩ vậy. Ok. Tiếp theo xin ra. Em để diễn viên nha. Không nói nhiều. Thì đương nhiên rồi, tại vì Sinh Gia không có cách nào chơi hết. Lối đi nhỏ duy nhất là vật lý. Mà các bạn biết rồi, vật lý đâu phải là hệ.
Ừ, nhưng mà thêm sao cái nữa được? Không không, hơn thêm cái nữa, vật lý mà hệ lôi thì hơi hết cứu. Ê, vật lý mà không hệ lôi hay hệ băng là hơi hết cứu. Đúng không? Mái tóc đẹp. Tóc đẹp bị phong ấn. Cộng điểm trên năm là có cái búi rồi. Có cái búi trừ điểm tiếp. Hạng D, không nói nhiều. Thì hạng D nhưng mà ý là cộng được điểm trên number. Albedo. Albedo, rồi. Khi các bạn nghĩ con dông ly đi xuống A thì albedo ở đâu? B. Thì cuối B. Mình lại muốn đặt con albedo xuống C. Không, tại vì em nghĩ vậy nè. Lý do là... Lý do tại sao nó xuống B. Sao? Lý do tại sao mình để nó xuống C. Tại sao? Mình không muốn các bạn đôn albedo. Ủa nhân vật mới phải roll test chứ anh. Thì không cho người ta roll nhân vật test. Albedo là một con nhân vật mới sắp ra. Tại tại ở chỗ nào nó bị outplay quá nhiều. Cái E đây nè nhá. Về mặt bây giờ điểm cao nhất của nó là màu sát thương là 30.000 mỗi 2 giây. Đây là một lượng sát thương yếu. Khẳng định với các bạn là yếu đó một con support DPS. Thứ hai, cái mặt trời của nó quá dễ phá, không đánh boss được, không đánh quái được, quái nó chạy ra khỏi vùng, không đánh được, không rotation, mái tóc không có đẹp. Ông tóc riêu không đẹp bằng tóc fake. Vũ khí chấm các bạn không lấy được. Và tôi nói các bạn nghe, ví dụ bây giờ nghe leak là Chiori ra thì sẽ có một cây vũ khí cho Albedo. Ừ. Ờ là vũ khí nó khá là gọi là không hẳn là cho Albedo mà cũng nhưng mà nếu như cái vũ khí đó nó không là Albedo lên tầm 50-60.000 con này không khác khỏi sên. Giờ đợi à, giờ chúng ta phải đợi cái vũ khí nó ra như thế nào nếu mà 50-60.000. Nhưng mà đó là tương lai. Ừ, giờ đang 4.4 nó là C. Yeah. Ok nhá. Tầm này đi, ừ, tầm này. Ganju vẫn là một con khỏe nếu mà thực sự đầu tư. Em nghĩ là vẫn thực sự là một con khỏe. Bây giờ chúng ta phải xét Ganju 4.4 chứ không để xét Ganju 1.2 được nữa. Ừ. Đúng, 1.2 là một nhỏ solo được luôn mà. Hệ băng cầm cung. Ừ. Đồ hình mạnh nhất là đồ hình hệ hỏa quá khó xạ. Ừ. B để nó đạp vẫn ổn, em vẫn nghĩ cuối B vẫn ổn. Betty được B thì anh Du cũng được B thôi. Nguyên cái tầng 12 Long Hoàng không chơi được. Cái gì đây anh? cuối B vẫn ổn. Ok, cuối B. Cuối B bởi vì thật ra anh Du cho những khi do những content khác thì ok, nó vẫn ok thôi. Xiao. À, mọi người thấy con cò lặn lội bờ sông ở đây không? À... Con cò này Xiao lên A hả? Ok, vẫn chấp nhận lên A được. Ừ, không CL. Có bà cò đó là đi xuống B. Ừ, nếu mà không bà cò thì không bà cò là không đi xuống bà B. Cò không, thực ra nếu em nghĩ là bà cò bút không bằng Faruzan á, cho nên là em nghĩ là nếu mà không có Faruzan C6 thì mới là B. Còn nếu mà không bà cò thì em nghĩ vẫn A được. Nếu mà cái team hai bà carry. Ừ. Rồi tới cô đường chủ này. Trên xin tôi để cô ấy ở S. Ừ, nhưng mà đây không phải trong team. Nhưng đây là trong tier list. Em để nó ngay sát Tatalia. Ừ, yếu hơn Tatalia. Nói chung là yếu hơn Tatalia thôi, còn lại phải. Nó bị một cái là gì biết không? Nó bị cấn. Ừ. Cấn ở cái chỗ gì? Nó chính là nằm ở chính cái thiên phú luôn. Là bị dưới 50% nó bị khó. Ừ, sau khi mọi người và cây cho đến chừng nào mà con mà Hu Tao có được một cây vũ khí là một cây thương tăng sát thương bạo bay 674. Ừ. Thì con này lên. À... nhưng mà không. Ok, ok. Rosaria C. Đầu C. Rosaria thì đây nè, tiếc một điều á, Rosaria đã từng rất mạnh trong cái meta của hệ băng, nhưng mà nó là meta 2 năm trước rồi. Ừ.
Rosaria bây giờ không còn mạnh nữa và cũng không còn đủ độ hữu dụng để chơi luôn. Cho nên là đi xuống đầu C. Trên Bedo một xíu. Trên Bedo. Trên Bedo rồi hả? Trên Bedo. Ok, cũng được. Em thì không chơi nên em không biết lắm. Anh có chơi thời đó anh đánh giá được. Danh phi. Yến phi. Cùng tầm tầm này luôn á. Ừ. Không có tùng tầm tầm này, đi xuống. Mệt. À? Điểm trừ của này đây là một nhân vật DPS hệ hỏa. Ừ. Và mình quá tải. À... sát thương đầu ra đi xuống mày không mà trong vui. Ok. Ừ. Thật ra không bằng Noel luôn á, thiệt á chứ. Tao muốn mày đem xuống D lắm á, nhưng mà thôi. Coi như là anh đem xuống D là anh bị kiện á. Kiện luôn cũng được, xứng đáng. Giờ mày mạnh hơn không? Thậm chí nữa, những con nhân vật sau này được bọt lên, được kéo lên thì con danh phi không kéo được. À quên, em thảy nó xuống đây luôn. Em để về làm ngang hàng với Ly. Nó dưới hẳn cờ Ly nhau đây rồi. Ly xe rồi, không xuống, xuống luôn. Đấy. Xuống một cách luôn. Đấy. Nó cái thắng tệ nhất của Ly luôn. Tệ hơn Ly luôn. Đúng đây. Không cứu được. Không cứu được. Chừng nào Ly được cứu, mày được cứu. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta tới Yula. Hay à. Em đã tìm vật lý. Một mình thành cỏi. Mà mới nói là kiểu như là sau khi có sự bọt của Mika. Đây cái vấn đề này, đây nè. Bây giờ sáng sức mạnh DPS. Con này nút giỏi không? Giỏi. Ừ. Nhưng cái nút nó nằm cuối rotation. Người ta nút đầu để rotation, người ta hyper đầu rotation, cô là đi nút cuối rotation. Bị chết cô rồi, speedrun không có cô không speedrun được. Ừ. Cho nên là chị em cô còn vật lý nữa. Mình nghĩ là nhưng hai mà cuối của đây. Nói chung là sau khi Furina với lại Mika cùng có mặt á thì nếu mà thực sự mọi người vấn đề nữa là Mika còn không cứu được. Không, Mika không cứu được, nhưng mà Fu cộng Mika cộng Raiden thì cứu được. Fu cộng Mika thì nó mới cứu được con này lên một chút. Cho nên là nếu mà mọi người không nhưng có thì là... Nếu mọi người không có thì B. Nếu mọi người có cả ba á, team com đầy đủ của người ta thì B. Còn nếu mà mọi người không có thì là đầu C nha. Chung là vậy. Ông đi xuống luôn, mày không xứng đáng làm chủ tiêu ở đâu nè. À. Rồi. Bao nhiêu năm mà đã chết. Ờ, thì ông Hưng ông rồi. Chơi từ hồi... Ông này ông chơi từ hồi game mới ra mà. Không, hơi lâu hơn xíu đó, 1.1 em nhớ là 1.1 đúng không? Không, mình chơi từ đầu 1.0 rồi, ok. Ừ. Mình chơi trễ hơn khoảng vài ngày thôi. Ừ. Ừ, gần sinh nhật mình thì mình chơi 1 tháng 10, 2 tháng 10 gì đó. Rồi. Và cái gì? Chúng ta tới Kazuha. Có tiền SS trong này không? Thôi không S rồi. SS cho anh. SS trên sang liên được rồi, quá hữu dụng. Quá hữu dụng. Chắc cũng không cần nói nhiều về độ ma giáo con Kazuha này nữa rồi đúng không? Ừ. Đây là một con mà mình khẳng định với các bạn là ôi mẹ ơi. Giờ còn te vậy nó không làm được giờ. Tất nhiên nhá. Sẽ có những đội hình không mang Kazuha vô được. Từ chó Kazuha. Nhưng mà những đội hình nào mang Kazuha vô được. Đội hình nó mạnh. Ok. Rồi. Ayaka. A for Ayaka. Nằm trên Tata chút xíu. Nằm trên Tata thôi. Okay. Ayaka thì lý do là do cái do gì nào? Team Ayaka là team mạnh. Ayaka, Senhei, Kazuha và Kokumi là team mạnh. Nhưng trần rồi. Team nó cũ quá rồi. Và team nằm ở trần rồi. Vậy không có tăng không mạnh hơn được nữa rồi. Không còn mảnh ghép nào mạnh hơn được nữa rồi.
Chỉ có những cái mảnh ghép các bạn đi ra đi vô mà nó ngang ngang thôi, không mạnh hơn được nữa. Và người ta cũng đã tốn gần 1 năm người ta tối ưu nhất cái đội hình AJK đó rồi. Và cũng có rất nhiều cái đội hình gần đây mà giờ AJK không mang vô được rồi. Những cái setup quái mà gần đây mà mãi AJK không vô được rồi. À nhá. Ừ. Rồi. Thôi à, em nghĩ tiếc con A nha, con này sẽ mạnh hơn con đi lúc trước 4.4 nhưng mà bây giờ nó ở đây. Em để giúp anh chơi con cây chinh một chút. Chơi con cây chinh. Ừ, em vẫn nghĩ vậy, em cũng nghĩ vậy. Rất tiếc là đây là con nhân vật thể hỏa. Đây nè nhá, tương lai nhá. Tương lai con này có thể lên tier. Bởi vì con này là một con có thể chơi quá tải tốt. Vấn đề là team quá tải chưa hoàn thiện. Ừ. À, cho nên là tương lai con này có thể lên tier được nếu như mà thực sự là Yomiya này nói. Chỉ một điểm trừ của Yomiya này là cung mình nó ngu quá. Cung mình một là các bạn cung C0. Hai các bạn C6. Ừ. Từ C1 đến C5 vô nghĩa. Yeah. Không có tăng một xíu sức mạnh gì cho con cho bản thân Yomiya luôn. Tao mạnh nhất khi tao đánh boss, quái chết tao tăng là tắt gì vậy? Là sao vậy? Alo? What do you mean? Đấy, cho nên là con Yomiya này ở B thôi. Nếu như mà đội hình quá tải, đội hình VIP vẫn chấp nhận được, nhưng vì ICD, vì nó đơn giản là bạn không thể VIP liên tục 100% được. Cho nên là bạn phải không chắc được bạn bếp khi nào nữa. Cho nên là cái lượng đầu ra mà đây là đơn mục tiêu nha, mình nhắc lại vô như là đơn mục tiêu. Cho nên là rất khó để Yomiya có thể xử lý được các content quái đơn. Quái đơn thì bắn không nhanh bằng những team khác. Ừ. Team mạnh nhất. Nếu như nó là con đơn mục tiêu mạnh nhất thì đó là câu chuyện khác, vấn đề nó còn không lãi là con đơn mục tiêu mạnh nhất nữa. Ừ. Tính ra là có một con đơn mục tiêu mạnh hơn voi. Có Yomiya nó mà nó bê. Có một con đơn mục tiêu mạnh hơn voi á. Thật ra là vì những con nào mà có đao mục tiêu mạnh sử dụng cái bài cỏ sẽ là những con có đơn mục tiêu mạnh. Ừ không, thật ra là mấy đứa đao mục tiêu mạnh thường là đơn mục tiêu nó cũng gần gần giống vậy chứ không có đứa nào mà nó có cái hiệu ứng mà đơn mục tiêu mạnh không đao mục tiêu mạnh cái đơn mục tiêu nó bị giảm sát thương hết á. Bị vấn đề duy nhất là vậy. Rồi, Sayu. Yusa. Ờ. D. Nằm sâu con Amber luôn. C. Nó healer. Vô dụng không? Nó không healer. Mạnh. Healer tàn tiêu. Healer yếu. 4 sao hệ phong. Healer 4 sao yếu mà quan trọng nhất là gì? Mày hệ phong mà mày không có con quái làm sao? Vậy con hệ phong không con gái mà. Ừ. Hả? Mày không cứ hệ phong là không có gom quái được, mày trọng kiếm nữa. Cứ hệ phong là phải gom quái à? Nghe buồn vậy. Hệ phong không gom quái được, em kể tên cho nên là em mới đề xấu. Hệ phong sụp bò không gom quái được nha. Hệ phong sụp bò không gom quái được nè. Sụp DPS đó. Con đó DPS. Sụp được. Nè. Vậy con này à không C6. Con đó gom quái được. Anh phải C6 mới gom quái được mà. Ừ, con này không thể. Con Sayu không thể. À. Nhưng mà ý nó vẫn dưới top dưới của D vẫn được mà. Dù sao vẫn hệ phong không vẫn có tác dụng luôn. À, C là nó còn có tác dụng không, chứ nha. Vậy nè anh phải thét thêm một cái nữa là mình xét tổng thể mà đúng không? Thì con Sayu nó vẫn xét được tổng thể và anh nói thiệt với em cái heal nó còn yếu. Không, con Sayu vẫn được một cái mà có thể benefit từ tổng thể, đó chính là đi map. Đi map đúng không? Ừ. Không, số. Không. Đi map. Đi map. Đi map không mạnh, đi xuống. Tại sao đi map không mạnh? Mày chạy còn thương như là cút. Raiden. Đầu A. S. Đầu S à? Quay. DPS Hyper Carry. C2. Vậy xử lý gọn nhẹ. C2. Anh Hyper Carry C2. Tara C6. Không. Bây giờ mình nói nè. Tại sao mình nói con này hai bơ carry mà dù mình nói là xoáy C2, C3
Nhưng mà con ra được sang 2-3 được rồi. Ok, tổng sức mạnh của nó là được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, con này support ổn, ở mức tốt nha. Mình không nói ổn nha, nó tốt nha. Tức là nó có hai role vai trò, và vai trò nào nó cũng từ tốt đến the best. Ok. S được chưa? Được. Low S nè, low S cũng được. Em vẫn thấy cảm thấy nó high SA. Mình không overrated con này. Đúng, bởi vì con Raiden này mình nói thiệt với các bạn, các bạn không đem nó đi DPS, các bạn để nó ở role cấp lôi thôi, nó cũng ăn được một đống con lôi ở dưới rồi. Ủa mà phía sổ mà. Thì thua ở phía, nhưng mà phía không hyper được. Con này còn hyper được. Đương nhiên cái con mà tự nhiên có infill lôi thì làm gì so được. Bàn hương trọng hơn hết. Nó có một set riêng của nó. Cái này thì nằm ngoài thôi, mình không tính nó vô cái việc nó tại sao nó ép ha. Nhờ nó chúng ta có set riêng à. Nhờ nó chúng ta có một trong những set mạnh nhất game à. Ừ, coi như vậy cũng được đi. Rồi, sao ra. Bây giờ nhá, bây giờ nếu mà set trong cùng một sức mạnh, con Sara này phải ở A. Nhưng mà nó bị niche quá và bắt buộc phải có C6. Nó niche nhưng mà cái vấn đề đây là mình nói với các bạn nghe những con niche nè. Ví dụ như Sara, Goro hay Mikan. Nó niche nhưng mà nó là support niche, tức là support ghét. Nhưng mà nó support cho con mạnh nhất. Ừ. Mạnh nhị. Cho nên nó được đánh giá cao. Hiểu không? Hiện tại thì biết. Nó mà đi support cho con Yula thì nó ở D luôn chứ không được nói nó ở đâu. Em nghĩ là nó sai nhỏ. Bởi vì cái việc mà các bạn roll được con Sara, với việc các bạn và con Sara nó sẽ xấu cực kỳ quan trọng. Ừ. Con này là con khó build. Ừ. Nhưng bạn build được thì team bạn rất mạnh. Con Sara này A được. Mà dù nằm ở low A đi, là low A đi. Em nghĩ nó low B ấy chứ. Không, tại vì nó quá bó rồi thì... cái vấn đề B, nó quá bó rồi. B biết B là bó. Ừ, mà chưa. Nó bị bó quá. B là bó, nhưng mà nó đang là support cho con mạnh nhất. Hiểu không? Tức là vậy nè. Nó support cho con em mạnh nhất không thì có nó gì là ngoài chuyện em là một support cả. Anh nhưng mà em cho là con... support cho đứa mạnh nhất. Nó là support cho đứa mạnh nhất, nếu đứa mạnh nhất nó đang ở C2 là phải chơi cung. Ừ, là nó ép rồi. Không. Giờ anh phải roll 3 con. Nè, anh đang nói đây nè, mình cũng không có bàn chung bàn riêng về việc C nha. Thì phải bàn thật chứ. Ra, nếu mà nói là hồi C thấu nó mới mạnh. Không? Con Raiden này C2 nó thì là chúa. Raiden C2 là chúa nhưng mà nó là 3 con 5 sao. Anh phải xét việc nó là 3 con 5 sao và 3 con 5 sao. Em nói nghe, 3 con 5 sao bây giờ nó không đắt đâu. Ừ, và nó vẫn đắt hơn một cái con thể nào đó, nó vẫn đắt hơn hai con ở dưới. Nó vẫn đắt hơn con ở dưới. Rồi, có hai con so với những con như là có hai con ở dưới là nó chỉ cần cấp một team 4 sao với Sien hay không ha. Ok, em bây không... giờ mình sẽ so coi là nó cùng đẳng cấp. Không, Raiden thì em không nói nữa. Raiden thì không nói nữa, nhưng mà em đang nói con Sara kìa. Anh đang nói, ok, giờ anh đang so sánh Sara. Bởi vì sao anh so Sara với bây giờ coi có đẳng cấp chung hay không á. Thì ok. À. Xét về mặt sub DPS. Xét về mặt sub DPS nha. Sara là Sara là một con sub quá mạnh. Sát thương đầu ra của Sara so được với Sangling. Sara có sub DPS nữa, em tưởng nó ra EQ xong nó. Ừ, cái quy của nó, cái quy của nó hai lớp em. Nhưng mà C6 á. C6 luôn. Ừ, Sara vừa phải C6. Rồi. Muốn sao mình cứ so C6 đi. Rồi. Chứ mẹ, anh. C0 thì không chơi được nhá. Có rất nhiều con C0 4 sao mạnh, rất mạnh nha. Anh nói vậy là làm sao? Ủa là con đây, nào? Đây, ba con đang đà ma nè. C0 chơi được, dư luôn 4 con đà ma nè. C0 sang liên không chơi được. C0 xin kêu không chơi được. C0 Bennett không chơi được. Anh nhớ, nói vậy thì... Nhớ giúp anh điều này. Em chơi bình thường. Bennett ở C1. Bennett ở C1, anh đang nói chơi thời đỉnh cao nha. Đỉnh cao là đã chơi TS trở lên nha. Con này xứng đáng ở A khi nó C1 trở lên nha. Ừ, và nếu mà anh phải bó một con C6 mới so được với con Sangling thì chắc chắn là nó sẽ ở B rồi. Sangling phải C4 đổ lên nha. Sangling C2 đủ rồi. À, giờ đâu phải ai cũng có tài chính.
Sang Liên phải. Chứ anh cứ lấy cung mệnh của nhân vật, anh bắt buộc character xem cung mệnh 4.4 rồi em ơi. Phải nói chung. Rồi giờ cũng có những người 4.4. Bây giờ đối với những người mà đã chơi từ đầu thì sao? Ủa giờ từ đầu thì con nào cũng có rồi, cần gì phải quan tâm tới mấy con nào nữa. Có thì phải so chứ. Ủa tại sao mà phải cho những người đầu, mình phải so cho tất cả mọi người chứ. Giờ người mới chơi 4.4 thì sao? Rồi ok. Giờ anh giờ người mới chơi 4.4 cái vô cái thấy con Sara hạng A, cái đi Ron Sara để về xong cái không xài được hả? Cái xong cái người ta đang có sẵn con Sara, người ta muốn biết nó mạnh hay không, cái vô cái thấy cái con Sara đang ở tia, cái người ta roll con Sara mà không có Raiden, không người có gì hết. Mình nói chứ, đã nói rồi, nó là con support niche. Chẳng, nó là niche. Ok, nó là niche. Đã khẳng định nó là niche 15 lần rồi. Ừ, và nó là niche thì mấy con niche nó không thể nào mà nó chơi na được. Làm sao mấy con niche nó chơi na được? Bây giờ sức mạnh của nó, bởi vì nó cái tầm quan trọng của nó là ở mức nghe. Tầm quan trọng của nó với một đội hình nha, một đội hình và đội hình đó đội hình mạnh nhất. Ok. Không, làm sao đội hình nó mạnh nhất? Thua hai đội hình lận đó nha. Thôi, thật ra thua có đúng một đội hình này. Rồi. Thua đúng có đội hình UV rồi. À, là thua một đội hình mà cái đội hình đó ở một ta ở cầm một con C0 đó anh. Nó anh phải đầu tư. Không, Nuvio nó là Nuvio, nó nằm ở chỗ khác. Thì đó, anh thua một con C0. C2 mua thua một con C0, C2, C6 cộng Kazuha thua một con C0. Thì giờ anh lý do gì bây nữa? Bây giờ ok. Mình xét, bây giờ em nói nó thua đội hình nào nó nghe, ngoài trừ Nuvio nha. Giờ anh phải build lên C2 đúng không? Nuvio list riêng nha. Ừ nha, rồi. Giờ anh đã build lên C2 rồi, là anh phải anh không mạnh nhất. Em thua đội hình nào nó nghe. Ý nó giờ anh so cùng C2 thì có rất nhiều đội hình có thể gần bằng tiệm cận. Chứ giờ anh lên tới tận C2 em nói ra. Ao hay thầm. Giờ ao hay thầm không mạnh nữa. Ao hay thầm đúng không? Rồi. Ao hay thầm. Ao hay thầm vừa rẻ vừa mạnh. C0R1. Từ. Nói C0R1. Cộng Nahida. Ờ rồi. Jerry Phạm nói kìa. Inter. Inter đúng không? Giờ phải anh phải roll C2 cho kêu kìa anh có thể xài hai con năm sao. Mày hơn cả Inter luôn. Ra được hơn Inter mà. Ở C2. Ở C2 và hai con năm sao, một con C6. Hai con năm sao. Anh sao anh không coi cái mức bây giờ C6. Anh không coi cái mức 4 sao coi như zero nè. C6 4 sao coi như zero. C6 4 sao là coi như cái gì phải có nha, cái gì cũng phải có nha. Tại vì các bạn cũng không thể nói là ok tôi có thể chơi con này ở C0 được, bởi vì nó có đẳng cấp của nó nha. C4 sao là phải có đẳng cấp của nó nha. Ok. 5 sao. Thì ok, xét trên C0 sức mạnh tổng quan. Rồi. Con Sara này bởi vì nó nít, ok anh đồng ý cho em để B. Ừ, nhưng mà các bạn phải hiểu một điều là khi các bạn chơi đội hình Raiden, con này phải có C6 build mạnh, ok chưa? Nếu mà nó C2 nữa, thêm Raiden C2 với Raiden C0 có đam. Tất nhiên là trên này tất nhiên các bạn cũng chỉ cần build C2 thôi. Ok. Nếu mà mọi người thực sự muốn build cung mệnh nha, chứ có những người không muốn cung mệnh nhân vật nha, cho nên cung mệnh nhân vật 5 sao nha, chứ cứ thì cái nếu các bạn không muốn cung mệnh của con 5 sao, con Raiden với nó có support ngon. Ừ thì đó, nhưng mà ý nó là ok cứ... Rồi, kết thúc câu chuyện ở đây ha. Rồi, Raiden 2 bờ cần 4 con 5 sao rồi. Được Jerry ha, nói kìa. Rồi Coco. Rồi, Kokomi. Tới Kokomi nè. Kokomi B. B tầm... Nóc 7. Kokomi nếu chỉ hiu B. Được. Em muốn lên nó A, đầu A. Kokomi A được, Kokomi A thì nó hiu tốt hơn con Shichi. Thì đương nhiên nó cấp thủy tốt hơn một vài con thủy dưới này. Anh đang nói về cái và con nó là tại... to và nó là to trong đội hình của Raiden, ở trong đội hình của Ayaka và to trong đội hình Ilo. Ừ, A được. Ừ thì A được, tầm này được rồi. Tiếp theo tiếp em đã xuống dưới tia collab collab với lại Sony, yêu cầu cần cung mệnh. Rồi, tiếp theo em ghi chú luôn cho anh. Tiếp theo tôi cần cung mệnh của con Aloy. Tiếp theo chúng ta tới Kuma. Kuma thì hiện tại team mạnh nhất của Kuma là team gọi là team nổ hạt. Để mình kể cho các bạn nghe lịch sử của Kuma. Kuma được sinh ra cho một đội hình Hu Tao để nói rằng ý thế được giống Lý nè, nhưng không, thất bại. Sau đó hệ thảo ra Thomas lên với tư cách là ý tao kích được
bung tỏa nè. Vấn đề đồ hình nó cũng không mạnh luôn. C. Alo. Ừ, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Em nhắn tin xin. C tầm nào? Tầm này. C. Tầm này em thấy ổn. Ừ, tầm này đi. Rồi. Ito. Ito. Nó cũng bị hơi rơi buồn vô cái niche. Một cái bạn là trọng kiếm, buồn một cái bạn là hệ nham. Buồn một cái bạn là hệ nham với chiêu E gây sát thương, nhưng có một con chiêu E gây sát thương hai lần gấp đôi bạn mỗi hiếp. B. Ừ, em nghĩ cũng nghĩ B. B được rồi, tầm nào? Tầm voi. Đằng sau đi lúc. Tầm voi. Đi lúc đúng rồi, tại cái team đằng con. Đằng sau đi lúc, đằng sau đi lúc, đằng sau đi lúc. Ờ không, ý là tính để đằng sau em đang nói chuyện thì em nghĩ là nếu mà thực sự mọi người đầu tư á thì kiểu Ito sẽ là Ito... một con bây giờ nhé, nếu mà xét trên gọi là cost hay không á. Đầu tư cho Ito các bạn cần như sau. Một con Ito sẽ không là một. Một con Abedo sẽ không cầm con thoi chu sa là một cái event. Hoặc là cây thần kiếm Lê Minh nếu như các bạn không có. Một con Goro phải C6. Phải C6. Và một con Dông Ly C0 rồi C0 cầm cầm thương Tây Phong. Các bạn hội tụ đủ điều kiện như thế, các bạn ra được một đội hình yếu hơn đội hình Elite kế bên. Hiểu không? Nó khác với đội hình mà xin lỗi vì em đã mang cái này lại. Nó khác với đội hình Raiden. Các bạn cần một con Raiden C2. Các bạn cần một con Kayuha C0. Các bạn cần con Sana C6. Các bạn cần con Venet. Không cần C6. Cần những C1. Và các bạn ra được một đội hình mạnh Berlin. Ăn được tất cả các content. Nhanh Berlin. Còn đối với Ito, các bạn cần một cái xem như thế. Các bạn ra được một hình yếu hơn đội hình đi lắm. Yếu hơn cái đội hình mạnh nhất của Diếc hiện tại. Đó. Và quan trọng hơn hết, cũng có con trọng kiếm hệ nham khác nó đang đè đầu này. Cái tuyết bạn B. Ok. Rồi Goro. Goro nó niche nhưng mà nó yếu hơn Sara. Nó được 2 tiếng thôi. Vì nếu như con Ito nó nằm ở TS giống của Raiden thì con Goro lại sẽ lên B. Nhưng mà không cho nên nhưng là Goro sẽ... Nhưng vì con Goro ở B. À, vì con Ito ở B. Ừ, cho nên em để nó xuống. Nó là support niche nhưng mà nó vẫn là support mạnh nhất của nếu mà cái cho cái niche đó, cho nên là anh vẫn để đây nó nè, ở cái, C. Đây nè, đây nè. Thì anh đã nói rồi, support niche nhưng mà cái niche của mạnh, nhưng mà cái niche của mày nó có mạnh hay không? Thì nó... con này á, nếu mà xét trên con này nữa nha. Điểm trừ nha. Reroll nó ít nha. Số lượng reroll mày ít nha. Nó reroll chung với Ito nữa cơ. Cái vấn đề đó thì chỉ reroll. Mày còn si cam nữa cơ. Con ông mất 4 triệu chỉ lấy được một con á. Mày còn si cam nữa cơ. Cái vấn đề là mày tại con, gì? Mày còn con này nè, nếu con C6 là vô dụng này. Con này nè thôi. Không support được cho con nham mạnh nhất này. Ừ. Cho nên á là em đẩy nó xuống dưới Noel cho anh. Thua Noel. Ờ thì nó support cho Noel mà phải thua Noel thôi. Quên. Rồi. Center. Support nít cho Ayaka. Ayaka A cho nên là này B. Không ở dưới đó được, nó phải mạnh hơn con Aloy. Ơ nó mạnh phải mạnh hơn con Yula. Ờ thì biết em. Con này á thì ok, bây giờ nó chỉ còn một đội hình à. Thì nó là B thì đúng. Ừ. Ê chọn cái bên Ganju đi. Nghĩ nó tốt hơn Menti á. Ừ. Ít nhất là ai ít nhất là Senhe có chỗ về. Nói chung là hai chị em không? Hai chị em ở chung với nhau đi. Ok. Lát tính tới bà mẹ nữa. Yunjin cũng support niche. Không nít. Support nít cho mấy đứa đánh thường thôi á. Do Mia bỏ nó ra luôn rồi. Thì là support nít cho đánh thường á và vẫn không có vấn đề đây. Vấn đề nè, không có con đánh thường nó có chết chứ. Không có con đánh thường mạnh. Và cái vấn đề nữa nó cũng không phải support nít luôn. Bởi vì support nít là gì? Mày không thể thay thế. Ừ. Nó thay dễ quá. C. Nó thay dễ quá. C dưới cùng. C. Trên Sayu, trên Chi-Chi. Ừ. Rồi. Dạ E à. Dạ E. Bây giờ anh đang không S nhưng A được. Ừ. Nó nằm hai vai trò. Đây. Hai vai trò.
Và cái điểm mạnh nhất là kết hợp thảo quá ngon. Nó gọi là quá ngon luôn. Sát hương có, thảo ổn, đẹp, kết hợp với đa đình rất tốt. A được. A gia tô. Bây giờ A gia tô sao ta? A gia tô Inter, thua Inter. Nếu mà xét trên A gia tô là một Inter, một con rất là đa dụng, nhưng mà ở những cái phần đa dụng của bản thân thì nó thua cái con mạnh nhất của cái phần đa dụng đó, đúng không? Bây giờ con hỏi là nó ở A hay nó ở B thôi? Ông thì nè, đang nói nè, là con Ayato là một con rất là đa dụng luôn, nhưng mà ở cái phần đa dụng của mình thì nó thua cái con mạnh nhất của cái phần đa dụng đó. Ở Inter nó thua Chai Gồ, ở Mono Thủy thì nó thua con Kokomi. Ở nói chung là cứ nếu cái, mà cái phần DS hai bơ thủy nó lại thua con kia mới đâu chứ. Tính nó là second, và thậm chí cái vũ khí của chính của nó là second best cho nó. Ừ. Cây thiếp chưa. Cây của em gái của nó. Cây em gái của nó là cây mạnh nhất của nó. Ông vua về nhì. Đầu B. À thật Gia ra Lan. Dưới đi lút luôn á. Giờ đi lút khỏe quá. Gia Lan. Với Gia Lan, tôi đâu để cô ấy ở S. Ừ, đúng. Búp mạnh, sub DPS mạnh, D-map mạnh. Có đam nha. Ừ, nó sub DPS mạnh, búp có mạnh. Có đam nha, đi map nè. Đi map mạnh, rồi đó. Rồi nó đi map rồi, mình đi. Rồi, sát thương nè, có đam. Phải đi map chứ rất anh. Rất nhiều, hơn con xin kêu. Hơn con xin kêu. Ừ. Nè, cứ cầm tay phong là mạnh. Cứ cầm tay phong là xong. Muốn búp, cầm luôn thở dài. Có cung mạnh, mạnh luôn. Tăng tiến sức mạnh theo cung mạnh cực kỳ ổn. Giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí xe không đã giải quyết được nhiều vấn đề rồi. Có xe, có cung mệnh vô nó giải quyết tốt hơn nhiều. Rồi gì nữa ta? Những đồ hình nó đi theo. Đồ hình nào không mang? Từ hệ thảo sang bây giờ là hệ thủy. Thậm chí trước đó là đồ hình của tao. Thậm chí bây giờ cũng là đồ hình của tao. Vị trí của nó mang một tính chất nâng đội hình lên nhiều. S. Ờ thì thật ra em để trên Raiden á. Và nhắc đến S, anh vẫn nghĩ để Cookie ở S. Ừ, Cookie ở S dưới Raiden cho hệ thảo. Trời ơi, có cái con nào mà nó build ma như con này không chứ? Ừ. Nghĩ lại cái độ mà mọi người cần cái độ ma giáo của con Cookie Shinobu này phải nói gọi là rẻ nhá. Ừ, rất rẻ, mọi người chỉ cần full tinh thông là được. C2, phải C2. Ừ, thì để unlock tới 15/15. C2. Tại vì dưới C2 thì cái thời gian nó không có được trùng á, nó không nó, có nó ảnh hưởng rotation nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà để C, thảo để, được nha. C2 rồi thì là cực kỳ rất mạnh nhá. Cấp lôi ổn rẻ mà nha. Có heal rất rẻ, mọi người chỉ cần chơi 4 hoàng kim hoặc là 4 cái set là đi chung với bí cảnh của ông môi trời và full tinh thông là được. À, 4 thiên nham cũng được và full tinh thông cũng được. Ừ, là xong. Quá mạnh. S. Ừ. Rồi. Heizo. Đầu C nhỉ. Kiểu như làm driver cũng được. Mà làm xét về sát hương. Xét riêng về sát hương của con Heizo này anh để ở B. Ừ, nếu xét riêng. Nhưng mà xét về sát hương. Ừ, em xét về bộ 4 sao cũng nắm lên được. Nó rẻ. Ừ, thì nó là tại vì em sợ, hồi nãy em sợ là anh để nó ở C chứ không phải là em sợ là gì. Nếu không, mà anh có ấn tượng tốt với thằng này hơn là mấy đứa kia. Ừ. Heizo thì thật ra đó là một con hệ phong 4 sao cầm pháp khí. Nó có điểm lợi của nó rồi. Ừ. Dẫu cho thằng này nó không đi đường DPS, nó đi xuống nó cầm nó đứng cái búng hình lên, nó búng cái sách rồng lên vẫn chơi được. Ừ. Đó là hướng sai lưu không làm được. Cái chứ. Đó. Okay. Không. Rồi. Cái điểm đạo của hệ phong là gì? Mày đi DPS được không? Ok, có con được. Mà mày lỡ mày không làm được, mày đi xuống mày lấy búng hình cho tao. Thật ra là ừ.
Bây giờ ngủ bớt thêm được một nó có nó có, nó có cái điểm, nó có điểm đáp, nó còn nó ma quá. Ừ hơi ma. Ok rồi. Không ổn. Tignabi đi. Còn Tignabi. Nếu mà mọi người gọi nó low investment, nó thật là Tignabi khá là low investment. Tignabi đây là một con khó build. Khó build hả? Anh nghĩ khó build. Rất khó mạnh. Biết sao? Điều kiện cần của Tignabi đố em biết là gì? Điều kiện cần con Tignabi để chơi một cách ổn thỏa và đi lâu ngày. Em đang nghĩ, em đang nghĩ tới cái đó. Em đang nghĩ tới cái anh đang nghĩ đúng không? Cái cần con Tignabi đi là hoàn ổn là trứng. Không, còn mấy trứng. Hoài chân hả? Vậy C2 hả? Không phải C2. Ờ, Yae Yongli với lại Yae Miko. Yae Yongli với lại Nahida hả? Ừ thì đúng, nhưng mà ý nó anh đã có Yae Miko rồi thì con Tignabi lại là một... Nhưng vấn đề cái vấn đề anh... nằm chỗ này nó mới hay nè. Yae Miko không cần Tignabi. Biết, nhưng mà Tignabi cần... Yae Miko lại cần ra đời. Cái sầm xí chỗ này nè. Đó, nó là chơi mèo bằng chuột nè. Tignabi cần Yae Miko. Yamiko không cần Tignabi nhưng Yamiko cần Raiden. Raiden lại không cần Yamiko để mà. Đầu lòng. Ừ. Nhưng đây mà... là con hệ thảo DPS. Ừ. Được tính ở role driver DPS. Ừ. Là cũng không tính gọi là gì nữa. Nhưng sát thương đầu ra của nó ổn. Nó lại bị cứ đứa, nó lại có thua, nó lại thua một đứa. Thì thôi đi. Ví dụ mà em là mạnh nhất trong đám của em đi. Thì không nói. Ừ. Cô đứa làm bao giờ y chang em mà nó mạnh hơn em. Ừ. Làm số B. Thì B thì em cũng đang tính xếp nó B dưới mà. Dưới Yula. Dưới à? Yula. Em nghĩ nó vẫn mạnh hơn Yula chứ. Dưới Yula. Tại vấn đề hiện tại là con này trừ đi okay, lúc bây ra giờ, là bây giờ 4x4 rồi, cho nên là bây giờ mình hệ thảo với hệ vật lý coi như là mình xếp ngang bằng nhau đi, là mình không kè đó nữa. Hả? À, hệ thảo vẫn là hệ ok thì mạnh. Em để phút đó cũng được, dưới B. Tại vấn đề thêm rồi. Một cái nữa là dù sao Tignabi nó, nếu mà mọi người lệch ra Tignabi thì nó vẫn mạnh hơn rất nhiều ca khác ở trong đám lệch nha, ví dụ như Chi Chi hay là các thứ. Nếu mà Chi Chi cơ bản là không xài được luôn. Ở đây nè, kiểu như là tin nói chung nó thật ra thất hoàng á, em lệch ra con gì cũng khổ. Nhưng mà không ở, ở hơn, cái giai đoạn mà hơn, giai, nhưng mà giai đoạn đã... mà các bạn chưa có thì mình không nói. Ok. Giai đoạn mà các bạn chưa có gì hết ra con gì cũng vậy. Hiểu không? Ra con gì các bạn cũng mừng thôi. Kể cả khi đó là cây chen, kể cả khi đó là Mona, kể cả khi đó là Jin, kể cả khi đó là Diluc, kể cả khi đó là Chi Chi. Ừ. Dehya cũng mừng. Ừ. Tignabi cũng được. Ừ. Mấy con như nhau. Rồi chừng nào khi các bạn build được cái đội hình niche của đi cái hồi chính của mình rồi á, sau khi mà các bạn build đội hình xong mà các bạn ra được những con lịch á thì con này nó cũng khổ. Nhưng con này nó cũng ê sao mày đứng đi đó, kiểu vậy. Hưng hưng kiểu vậy nè. Độ hữu dụng của Tignabi không cao. Anh đánh giá là Tignabi yếu hơn cả Keqing hả? Đánh giá Tignabi yếu, bây giờ so sánh Tignabi yếu hơn Keqing. Chứ tại vì nhiều người đánh giá con Tignabi nó vẫn là mạnh nhất của đám của Thất Hoàng đó. Rất nhiều người vẫn đánh giá Tignabi mạnh nhất Thất Hoàng. Rất nhiều người đánh giá Tignabi mạnh nhất Thất Hoàng. Trước 4.4 nha, nhưng 4.4 thì có thể đi lúc mạnh hơn. Đang 4.4, anh đang xét trên 4.4, bệnh viện 4.4. Hệ thảo không kích hợp với hệ phong. Cái thì đương nhiên. Rồi, một cái nữa. Bây giờ nhá, nâng cây chân lên hạ Tignabi xuống nè. Tại sao? Cây chấn nó đâu ra đi chứ. Cây chân còn có sương mù em không? Cây mạnh nhì của Tignabi ngoài trứng nó là cây của gì mà cũng nó vẫn xài được. Cây mạnh nhì của Tignabi trừ trứng là cây cây màn áo thuật đầu tiên á. Màn áo thuật đầu tiên. Ok, em có thể để cái bên cũng được không sao. Ừ. Em nghĩ là tùy em cỡ tầm này. Anh không có bàn cái này. Tại vì nhiều người rồi. vẫn lại. Nhà lữ hành đã bê rồi thì cô Lay vẫn bê đi. Dù cũng là một character free. Cô Lay mà bê thì lại sỉ nhục nhà lữ hành quá. Nhưng mà nói nào ngay. Bây giờ nhá. Cô Lay nhà lữ hành nghe. Em có điểm lợi của cô Lay, em có điểm lợi của nhà lữ hành. Hai đứa này mà kết hợp với nhau thì nó đỡ hơn một xíu. Nó lên bê cộng. Ừ. Nhưng mà cô Lay nó lại bị
Ok, coi như cô lên free. Ừ, nó coi như là các bạn đang chờ thì có Nahida đi. Đánh giá tổng quan về con này á, thì đây là một con hệ thảo trầm cung. Mày lại trầm cung. Tại sao mày không làm cái gì khác tốt hơn nhỉ? Ok. Vấn đề là cô lên cầm cung cho nên là mới chơi được tên lại khỏe chứ. Con Dory. Sao em lại chọn ở C nhỉ? Thì anh chơi Sayu tới mức đó mà em thấy Dory C6 vẫn hữu dụng hơn Sayu C6. Rồi em, ít nhất nó trọng kiếm hệ phong em. Nó hệ phong nó còn di xuống bóng hình được. Còn con ma giáo nó hệ lôi nữa, trời ơi. Hệ lôi mà cấp lôi nó như cái đầu bùi vậy á. Sorry các bạn mình chữa bậy. Trả lời vậy. Ngày đi. Sino, đây, ngào. Quý ông mạnh hơn anh là mạnh, yếu hơn anh là yếu. Ừ, người định hình meta. Người định hình meta. Ngài sẽ là người cuối sẽ. Đi cây của Genshin Impact. Đây. Thì đó đúng không? Mạnh hơn ổng là mạnh, yếu hơn ổng là yếu. Đúng. Em vậy là em về làm cho Venti mạnh rồi. Đúng không? Vậy là em cho Venti mạnh rồi. Vậy thì tạm để nó này... kế anh để nó đây bạn thân đúng không? Tầm ok, này... anh để nó đó, đúng rồi. Ừ. Ok, cũng hợp lý, đó. Cũng hợp lý, thầy cũng hợp lý. Ai thiết em phải chửi tất cả những người thiết kế cái con Sino này, tại sao mày cho cái xì keo nó thấp như vậy? Ừ. Rồi, con này hậu vệ thích vương. Mắt hai màu. Vô dụng. Trời ơi, tại sao mày lại hệ thủy? Mày hệ khác thì mày đỡ chặn xanh không? Tại sao mày lại hệ thủy? Cái hệ mạnh nhất game. Hệ thủy cầm thương mà đam của mày nhỏ xíu, được định vị roll DPS. Trời ơi, khả năng cấp thủy mày còn yếu nữa. Đây. Gì? Đi xuống. Ủa gì khả năng cấp thủy của Candice yếu? Bà bật quy cái là bà đánh thường ra thủy mà. Bà đánh thường ra thủy thì đam ở đâu ra? Anh đang nói chuyện cấp thủy mà. Trời ơi, yếu. Mà không còn gì ngoài cái đô đó được. Rồi đi lô. Khúc nào vậy Hưng? Khúc nào? Này hả? Phải là team Nish. Ok. Nilo đây, Nish, nhưng team mà... Nilo đại diện cho team Nilo. Tại sao không phải là team hạt? Không phải là team kích hạt nhanh mà là team Nilo. Mày bả bút cái này... hạt nó bự quá thì... Tại vì chúng bà ta... này... lúc đầu á, thật ra là lúc đầu mình định dưới A. Bởi vì sao? Cái vũ khí khai đi xuống đó, bây giờ mình dưới khai đi xuống thì còn cái gì? Bến tàu. Đúng không? Trước khi có bến tàu là sau này mới có nha. Ừ. Một năm trời nha. Lúc đầu thì bà yếu quá. Trước giờ không khi có cái cây bến tàu dưới khai đi xuống, không có cái gì. Ừ. Ngoài chơi cây bạn em. Yeah. Khi có cây bến tàu rồi, ôi anh em bảy phun nở mặt nở mày. Ok ok. Con này à, chấp nhận. Nó Nahida. Rồi, Nahida. Nahida người gánh cả 3 chấm. Bây giờ 4 chấm thế nào? 4.4. Vẫn mạnh. Vẫn mạnh. Vẫn mạnh như vậy, không khác gì. Vẫn như thế. Vẫn không vẫn khác gì. Là một cái con mà ở C0 nó đã ma giáo ha. Thật ra cái giá trị của C2 nó bị giảm sút rồi. Ừ, nhưng mà C0 và giá trị của chấn nó chắc chắn giảm theo. Nhưng mà cái giá trị C0 của nhưng mà giá trị của bản thân Nahida trong đội hình, bản thân Nahida trong hình vẫn rất mạnh. Ừ. Còn cái chuyện so sánh của hai đứa thì không nói ha. Rồi đây là ý nói là nếu mà anh so Raiden C0 thì chỉ có thực sự có mỗi cấp thôi Raiden. Nhưng mà nếu em so Raiden C2 và Nahida C2 thì hai đứa lại gần gần nhau xíu á. Cũng nhưng mà nếu là nó là TS. Ừ, TS cho nên là thôi kệ đi. Rồi, Layla. Rồi người build Layla cho xin ý kiến anh. DHF thì Layla cái không, cái vấn đề là không phải là DHF, cái vấn đề của Layla ở đây đó chính là nó là con duy nhất trừ Yongli ra bấm E là gọi là kiểu như là bấm E mà nó có một cái khiên dày đủ dày cho mọi người chơi game. Thì tuy là giờ Yongli bị giảm cái vấn đề bị giảm rồi nên là giờ Yongli còn A thôi, em nghĩ Layla vẫn xứng đáng ở đầu C.
Tại vì vấn đề trừ Yong Li ra là Deja rồi, là Leila nhá, em bầu C tức là em nói là nó mạnh hơn Dana. Không, em đang để nó dưới Dana mà. Dưới Dana với lại Klee. Ok, đồng ý. Thật ra cái vấn đề nằm cái này, khi mình xét tới 4.4 á, những con nào đang hỗ trợ được cho 4.4 thì chắc chắn Dana không phải là con đó. Ừ. Nên Leila còn yếu một xíu. Búp không có, búp cho đội hình không có. Cấp băng dở. Ừ. Dở đi, dở điên nha. Mình nói các bạn dở điên nha. Dana không có hiệu ứng nè. Chỉ có cái khiên thôi. Ừ. Mà vấn đề trong game này khiên dài để làm gì? À nó lay lay là Dana nè, nó đang nói Dana. Ồ có nghe không, có nghe rõ. Nó trong họng hay gì? Không không, ý là nãy anh đang nói là hồi nãy anh nói là Dana xong cái giờ anh nói về khiên giày thì lại là Leila, hồi nãy em nghe là Dana. Anh nói là con Leila. Ờ. Leila thực ra là cấp băng ở Wii chứ E vẫn gọi là tốt hơn Dana mà. Nó cũng không có cần anh phải có cái vòng xung quanh. Nhưng mà Diona xài được tin, xài được kiếm tới lễ, đại cung tới lễ, nhưng con này không có xài được. Con Leila nó xài được thiên nham. Nó không có hữu dụng. Rồi. Leila xài được thiên nham. Nó ra nó bị cái xui nè, nó ra quá trễ. Ừ, ra quá trễ. Ra khi hệ băng không mạnh. Ừ, bị cái đó. Và bây giờ nó cũng không mạnh luôn. Nhưng mà nếu mà mọi người đang chơi một cái team con mà bắt buộc cần một cái khiên giày á thì đây thì Leila khá là khỏe ha. Ừ. Mọi người không có vấn đề là chúng ta cũng không cần khiên giày. Cái con tiếp cái con ngay tiếp theo anh hơn. Giờ đây đây. Gì? Cái con ngay tiếp theo chúng mình chuẩn bị review là một con cần khiên giày. Cái con tiếp theo luôn. Con tiếp theo các bạn cần khiên giày. Kill issue. Ờ rồi anh thử đây, chơi còn bây giờ bây giờ anh sẽ nhường cho toàn quyền em quyết định về con này. Đứng em nghĩ hai đứa này ngang nhau. Con này sẽ dưới Xiao, do Xiao mới được bà cò búp rất mạnh. Còn con này thì nó dưới Xiao. Cho nên giờ nó dưới Xiao trước 4 chấm. Bước trước 4.4 thì môi trời hơn Xiao một tẹo. Tại vì môi trời nó khả năng đánh quái đơn của nó quá khỏe. Và khả năng đánh quái mà đánh quái đông của nó thì nếu mà có thể mà đi như thế nào nó mà group tụi nó đứng lại chỗ được á thì con môi trời nó đánh cũng được gọi là tương đối ổn. Nhưng mà vấn đề thêm cái vấn đề nữa là con môi trời nếu mà gọi là môi trời đam, nếu mà mọi người build ngang nhau á thì đam nó hơn Xiao một xíu, cho nên là đáng lẽ nó lên rồi trên Xiao. Nhưng mà giờ Xiao có bà cò với lại và Furina nữa cho nên là không so được. Rồi, bây giờ mình nói tới môi trời theo ý của anh ha. Ừ. 4.4 này Xiao được búp. Ừ, môi trời không được búp. Môi trời thì không. Cho nên là dưới Xiao đúng rồi. Hồ đi lúc. Hồ đi lúc với bà cò. Vậy thì thấy tùy anh. Hồ đi lúc với bà cò. Tùy anh. Hồ đi lúc với bà cò. Ừ. Tiếc một điều vậy nè. Cái vấn đề điểm trừ thứ hai nữa. Ê đi lúc, team đi lúc mình còn khả năng bảo kê được. Ừ. Mình còn là mình có thể mình 3 slot còn lại là 3 slot có thể build sức mạnh lên. Ừ. Và chỉ cần và có thể build được sức mạnh lên. Còn con này em phải dành một slot để dùng để bảo kê nó. Buồn điên luôn. Slot đó là slot trong Yong Li đó, trước khi bà cò ra thì Xiao cũng y chang vậy mà. Nhưng mà ở 4.4 rồi thì CL nó được ấy rồi, nó không cần bảo kê. Ừ. Nó không cần bảo kê nữa. Còn con này không có bảo kê là chết. Với lại trước 4.4 là mình đang xét cái team là môi trời Yong Li, Faruzan, Bennett nha. Và cái team đó nó hoạt động mạnh hơn là CL, Faruzan, Bennett với lại Furina đó. Và cho nên là kiểu như là cái đam đầu ra của môi trời nó mạnh hơn là đam đầu ra của CL có Furina cho tới khi bà cò ra mắt lận. Nhưng mà vấn đề là sau khi mà bà cò ra mắt ở 4.4. Ừ thì cho tới khi bà cò đó. Đấy, ừ. Con này là rất tiếc là nó không tận dụng được con được bà cò. Ừ. Con duy nhất bà cò quá mạnh, nó đẩy tụi nó lên. Cò. Con này đứng yên, nằm B. Ừ. Thì B nè. Rồi. Support trực tiếp cho tất cả những hệ phong con nít thực sự gồm CL và môi trẻ. Với lại nếu anh có Faruzan thì không hơn, nếu tính nữa thì có thể con này nữa nếu mà anh chơi nó on field nếu muốn. Ok tính luôn cả hay không. Ừ.
Faruzan nó cũng bị đi theo cái niche của Ito với lại bà này với lại gì thì là bắt buộc phải xe xấu. Tất nhiên cái chuyện đó là chuyện đương nhiên của tất cả support niche. Thì con này bê tầm đuôi này tầm này may cho mi may trong Faruzan này may nhá mày hệ phong may mày cầm được cung cơ tây phong mày còn không cầm được á thì đi rồi chúng ta tới với ông Hải này Ed. Ông free quá mọi người, tất cả những gì ông cần là cây lê minh cộng với lại cookie C2 full tinh thông các cộng bạn với không lại... cần cây chấn ừ khi mà cây chấn nó còn khi mà mình nói các bạn nghe khi mà trong một cuộc đấu với một thằng Hải cầm cây chấn và một thằng Hải cầm lê minh, thằng Hải lê minh thắng thiệt hả? Thì mà không biết nói gì với thằng Hải này luôn thiệt hả? Thiệt ghê vậy, có điều kiện gì không? Điều kiện là kỹ năng em à, thì nói chung là kỹ năng của Hải thôi đúng không? Okay. Kỹ năng của người chơi Hải nó thuần tới mức mà một ông cầm Hải chấn, thật ra mình không nói Hải chấn cầm xấu nha, vẫn là đúng rotation, vẫn là đi rất là nhanh. Ừ thì ý là Hải nhưng Hải mà ông cầm cái cây này cực kỳ master tới mức mà ông cầm Hải thần kiếm lên minh xong ông win what the fuck mà win cắt 20 mấy giây cho cả lao hoàng. Oh my god, ok. Cho nên là ý là cái vấn đề, thêm một cái vấn đề của Hải là nó quá rẻ đi, mọi người chỉ cần một vũ khí 3 sao Uki C2 full tinh thông xin chiêu C nên là team C2 trở lên. Hải là một, thật ra nhá, team Hải là một team mạnh nhưng cần là gì, cần kỹ năng của các bạn. Ừ. Cái gì cần thực sự là kỹ năng thôi. Cái khả năng mà dùng con Hải này nó sẽ cao hơn khả năng các bạn dùng Raiden. Đó là xét về độ mà các bạn cần kỹ năng á, độ cần kỹ năng á. Ừ, cần kỹ năng ấy cao hơn Raiden. Thật ra nó là team mà khó vận hành về mặt rotation. Nhưng mà khi các bạn quen rồi nó dễ. Ừ. Cái này là mình chưa quen rồi mình chưa có hả? Cái người duy nhất ở trong team mình chưa có Hải. Rồi. Giao em nghĩ nên trên Kulay nhưng mà không biết tầm respect, nào. Respect cho Giao. Đây là một con thảo tốt biết heal. Ừ. Cầm thương tây phong nhuần nhuyễn. Ừ. Cooldown nhanh, rẻ. Ừ, được free mà, mọi người được free trong tới hải đăng nếu mọi người muốn lấy. Cho nên anh đẩy nó lên B cao hơn. Ừ thì đó, em biết cao hơn Tinari một chút. Ừ, em cũng nghĩ trên đó. Dưới sai à, dưới xì lỏ à. Dễ thương nó loli nữa, mình dễ mến. Rồi, tiếp D. Đi ra D. Mọi người thấy tên không? D. Dạ. Đứng chung bộ mày đi. Đây ra lên C được. Giỡn, nghĩ là giỡn, lên C thì lên C. Tại vì cái vấn đề lên, cái giảm kháng của bạn lên C là lên C cung mệnh ấy. À, vậy hả? Lên cung mệnh được. Ừ. Vấn đề là bây giờ nếu mình xét tương lai thì không biết chừng nào nó mạnh. Urina xét hiện tại, Urina là bút trực tiếp cho Đây ra. Urina không cứu được luôn. Ừ, và không cứu được. Cho nên là mình thật ra vẫn nghĩ trên Sayu á hơn. Trên Sayu nhưng mà tại vấn đề là cái giảm là sao ta, cái không, giảm bây giờ cấp... không. Thậm chí nhớ có một số giải nó kêu như nè, bây giờ cung mệnh, bây giờ bình thường kiểu như là khi mà em tính cung mệnh trong đánh lao hoàng á là sẽ bị trừ thời gian, ừ, trừ đê gia và thất hoàng. Ok, là em hiểu rồi đó, là em hiểu là nó như thế nào. Cây chấn của nó thì lại quá mạnh. Ừ, chấn hải là cây trọng kiếm mạnh nhất của game trong hệ trọng kiếm. Ừ. Của game này hãy đăng bờ biển lâu trọng kiếm, vấn đề nó là trọng kiếm. Uh-huh. Điểm trừ. Ừ, ok con rồi, con này hệ hỏa cộng một lối chơi của nó là lớn hơn nít nha. Ừ. Nhưng mà hiện tại là không tác động được, không có cái gì cứu được nó. Ừ, cái team duy nhất hiện tại mà thật sự sử dụng được không cứu được luôn. Lý do là gì biết không? Giờ em hiểu kiểu gì. Ừ, không mà vậy nè, hiện tại là trừ đây ra mà mọi người mà sim tới mức mọi người nó như mọi... con Phú Xuân bên HSR nhưng yếu hơn. Tại vì Phú Xuân vấn đề nó là Phú Xuân nó là HSR nên là khác. Là bạn chắc chắn bị đánh. Ừ. Còn con này là không. Bạn đang cần là bạn all in, bạn tấn công.
kêu coi cấu trúc hai game khác nhau. Ừ. Nên rất chế là bộ này ở đây thôi. Cái phải nói là thêm một cái đội hình về đội hình của Deja là tại vì trừ Deja DPS ra, nếu mà người sim Deja thì hiện tại thực sự chỉ có một đội hình mà Deja sử dụng được tốt là đó là đội hình mà bên của Ganju thôi, mà mọi người thấy Ganju đứng xếp ở đây thì làm sao mà Deja xếp ở cao hơn được. Ok. Đúng không? Ừ. Rồi, Mika. Chúng ta thấy Ela ở đây ha, cho nên Mika ở đây. Mạnh hơn được mỗi Sayu. Nó Mika này trước Furina. Đấy. Ở D luôn. D, nhưng mà giờ có Furina. May mà có Furina mình đã xe được. Nếu mà xe được nó em nghĩ trên Yunjin hoặc là có thể trên mấy đứa này á. Tại vì được cái thêm cái là Mika bút tóc đánh, cho nên nếu mọi người chơi full thì mọi người có thể chơi Mika chung với lại Wanderer được. Nó cũng đỡ niche hơn là mọi người chỉ chơi được với mỗi Ela. Nó đỡ niche hơn một xíu. Mà con Mika nó cứ ai build ai mà tạo cho nó một cái bộ kit mà nó yếu khó xài như thế. Ừ. Mẹ ơi, 15 giây một lần E thì ai cứu nó? Ôi ơi, một lần 15 giây một lần cắt băng trong một đội hình mà cần băng liên tục mà để lôi bay vô thì lát, ai cứu nó đây? Lát nữa có một con cũng 15 giây cooldown nhưng mà nó lại mạnh. Nạp cũng yếu luôn. Lát nữa cũng có một con nó nạp cũng yếu, nạp yếu hơn Rosa. Ừ. Ôi mẹ ơi. Thôi chịu. Đấy, để đây chịu. Mà búp không hút búp không na không có mạnh nha. Búp phải nhiều. Búp phải C6. Búp phải C6. Và C6 cũng ngu. Ừ. Đó. Rồi để Baizu. Mạnh hơn Xilỏ. Tính ra nếu mà nói đúng. Không mạnh tới 7. Ừ. Không mạnh tới mức không thể thay thế. Ừ. Mọi người thấy con này đã trên không? Trên đâu. Không rồi. Mà vậy nè, hưng. Con Sinon, ấy lộn, con Baizu phân có thể nói là phân phát, nhưng mà nó được tính là support trực tiếp cho Sino là tại vì nó là đứa duy nhất mà cấp thảo qua được cái rotation chơi của Sino. Đúng không? Cho nên nếu mà nói thì nó là support trực tiếp của Sino luôn. Rồi chúng ta tới với lại người anh cùng phòng với Hải Thâm. Rất tiếc là anh ấy không được mạnh như Hải Thâm. Rất tiếc là anh ấy nợ chúng tiền. Ta tưởng rằng chúng ta sẽ có Nilo at home. Ừ, nhưng mà Nilo at home này hơi lạ. Nó không quá. Ừ, Nilo at home này nó kỳ quá. Kirara. Ổn hơn KV chắc chắn rồi đó, nhưng mà em nghĩ ổn hơn KV nhưng vẫn AC. Đây đi ha, em nghĩ hợp lý. Không ổn tới mức đấy. Không ổn tới mức đấy. Tại vì anh biết là cái scale một trong những cái scale tấn công tới ngàn mấy phần trăm thì anh biết. Ừ. Nhưng một bắt. Để ý nó là làm DPS. Ở giờ thôi tầm này, tầm ngang Beidou là hợp lý rồi. Ừ. Line rồi, bé này. À. Line này. À. À mà ai bảo Line này cầm thợ săn bắn bỏ lầu. Lê này không cần thợ săn nha, Lê này cầm xếp mấy nha. Tầm này ha. Lê này, anh. À này, tầm này ngang với một trong những nhân vật Adonis đầu tiên khai sinh ra lối chơi Mono. Tăng nhà HP liên tục. Sử dụng được cả Ben lẫn cả Sing. Ở lộn xin lỗi, Sanglin. Cả Ben lẫn Sanglin. Chơi đội hình thuần hỏa mạnh nhất hiện tại. Có thể kèo với Seru để đỡ hình đội hình đội để tạo thành đội hình hỏa lôi. Ừ. Cũng được. Nói chung là đây, khá là A. Tiện. A hợp lý. Em gái. Em gái nó. B tầm này. Dù sao cũng được cộng điểm free ha mọi người. Vậy đó là hệ phong cho nên mọi người có thể chơi bóng hình. Anh đang nghĩ nó xuống C. Đây vậy hợp lý đây tầm này. Ừ. Xuống C. Rất tiếc em gái của anh ấy thì không lại quá không mạnh. Không có mạnh. Và em gái của anh ấy không mạnh thì em trai của anh ấy còn yếu hơn. Không, thật ra em nghĩ là tầm còn này vô. Này xuống tia xuống xíu đây. Ok. Từ khoan em mở chữ SS lên. Ừ em mở cái chữ SS lên cho anh. Ừ, lại xíu.
ngài. Hello. Game này đã hoàn toàn khác khi ngài xuất hiện. Game này đã rất cân bằng đến khi ngài xuất hiện. Chúng tôi có thể so sánh giữa Raiden, chúng tôi có thể so sánh Hu Tao, chúng tôi có thể so sánh International, chúng tôi có thể so sánh những đội hình khác. Ý nói thật sự là anh Long là nhân vật đầu tiên mà, ờ không, có thể tính là nhân vật đúng lo nhất trong cái series mắt hiện tại. Đúng không? Anh Long, anh ấy đấu lên đài cái game này. Không mà đúng không? Đấu lên đài cái game này. Em nhưng... kể bỏ chú Neo em đi chỉ SS à. Ờ quên. Không mà đúng không? Kiểu như là Neo Willett đúng cực kỳ đúng lo ha mọi người, đúng lo, cực kỳ đúng lo về sức mạnh của Neo Willett. Nếu mọi người đã chơi nhiệm vụ ma thần 4.2. Rồi đấy nó còn chưa có cung mệnh đấy. Ừ, chưa cung mệnh, chưa chấn nha. Đây này nhá, điểm yếu của xe không là gì? Hai nhân đoạn đúng không? Xe 1 giải quyết luôn. Ừ. Và nếu mà mọi người không có không muốn roll C1 thì đây, hoặc là Yong đây giải quyết luôn. Yong Li Layla đó, cái đứa cần khiên giày đó, không cần hồi máu. Ừ, tự hồi tự giảm, tự hồi máu mà mạnh điên, sát thương khủng, tự hồi máu, sát thương khủng, sát thương đơn khủng, sát thương nhân vật duy nhất khủng. Mà những nhân vật kèm theo là thứ cản trở là phụ. Bà mẹ ơi, bỏ qua đi rồi. Ừ. Người bạn cùng với anh Long rất tiếc là không mạnh như thế Rio Dudley. Thật ra em thấy là Rio Dudley dạo cú, này vẫn một cú bom xịt. Ừ, bom xịt, nhưng mà ít là dạo này em thấy content solo La Hoàng vẫn có, gọi là solo mà dùng một character vẫn đang đây, có mặt. Vấn đề nè, vấn đề nè. Nếu như em nói sự con này á, là một trong những con, nếu như mà các bạn để C0 là unplayable. Ừ, C1 lại là cực kỳ mạnh. Hơi kỳ kỳ á. Con này là con cần cung mệnh nhất cái game này. Ừ, quá khều C1. Ờ, C1 làm gì nó thay đổi nội tại em nói gì. Nó quá khều C1 á, làm khó chịu. Hình là em giúp thằng bạn và em nó hệ băng C1 luôn. Nó hệ băng, nó còn vũ khí. Hiện tại không quá mạnh. Nhưng mà sức mạnh của nó lại gọi là sao ta, nó ở dưới một bậc so với các đội hình cũ. Ừ. Bên mà C0 và C gì đó. Ừ. Và nếu ngang tầm ngang ngôi trề á, tại vì C0 hai đứa nó như nhau á, em đánh em chơi rồi em biết. Rồi. Tiếp theo. Mà nếu mà mọi người C1 R1 được á thì nó thiệt là nếu mà C1 R1 được thì con này nó ở dưới luôn. Ông mạnh lắm á. Nó ở trên Yong Li chút xíu. Ừ đó, thì tầm A đó, tầm này nè. Là tới đó thôi, hết rồi. Ừ, cũng hợp lý. Rồi ý là mà dạo này em thấy content solo La Hoàng vẫn góp mặt con này với anh Long nha, kiểu như anh Long tại vì nó tự heal hiểu không? Vấn đề nhất nó tự heal thôi hết. Phu tự heal. Còn bà phu này thôi không nói gì ha, không tự nói gì hết. Thì không quá mạnh xem vũ khí free to play, vũ khí câu cá, vũ khí event, vũ khí tay phong. Thánh gì bật mạnh. Nói những cái tích vũ khí từ free tới quốc dân. Tay phong tới cao cấp. Cả trứng. Ừ. Xài hết. Nói chung là xài hết á. Ừ. Sát thương đầu ra. Có. Không phải là một con no damage. Ừ. Có. Cấp thủy. Có. Có. Chỉ yếu hơn mỗi Zeylan với Sinchiu thôi. Còn lại không yếu luôn. Thì nó là thì yếu hơn Zeylan Sinchiu thôi đó. Nó độc lập hơn. Nó độc lập hơn. Ừ, nó độc lập mà nó không yêu cầu mọi người phải đánh thường. Đó cho nên là tầng này quá mạnh. Ra. Cung mệnh chỉ làm cho công việc dễ dàng hơn thôi. Ừ. Cho nên là mọi người thật sự không cần cung mệnh để chơi nha. Nhưng mà nếu có cung mệnh thì lại càng tốt. Ừ, có cung mệnh tốt. Rồi. Cô nhà báo. Cô phóng viên. Nhà báo. Đây là một nhân vật các tốt. Như em nghĩ nó tốt. Nằm nó nằm ở đuôi B được. Là B trên không, ở đây là B trên phay ra một chút. Này trên chút. Ok. Đây là một nhân vật mà thật ra là mình không chơi nhiều, nhưng xem những cái đánh của nó thì nó là một con sực bọt tốt, heal được, heal tốt, không vấn đề. Hệ băng và gây AOE tốt, kẹp với full rất là mạnh. Ừ. Rồi, Chevro. Nó là sực bọt niche, nhưng mà không niche tới lúc đó. Chưa có người tối ưu.
Ừ, chưa có người đây là support chưa có người tối ưu. Đây là support 4.6 nhưng... mọi người. Cho nên ở 4.4 này C. Ở 4.4 đây. Em nghĩ vậy không? Không 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 đầu, không đầu, ở giữa. Đúng rồi. Bởi vì chưa có tương lai, con này chưa có tương lai cho nên ở hiện tại nó ở nó nằm cái nào đó. Đây. A. Nvidia. A. A tầm nào thì anh muốn hãy ép. Không A thôi. Dễ quá. Con A, Nvidia A. Này nó thì, nhưng mà anh nó sẽ nằm ở trên. Anh nhớ là Child Rational, Child Inter nó vẫn tồn tại nên em nghĩ hai đầu ra DPS như nhau. Và team cũng gần tương tự nhau, cũng cái cost như nhau nên em nghĩ nó tầm này nè. Cùng cái cost như nhau nhưng con Navia tiện hơn. Cái tiện hơn. Và không? Thêm ở nữa là 4.4 á, ở 4.4 á thì con cái set đội hình á của Navia nó được thuận lợi hơn ở tầng trên. Và nó cho nên là ok, em để đó cũng được, anh không ý kiến. Ý là cái vấn đề mình phải nhìn cái La Hoàng nói chung chứ không có phải nhìn cái La Hoàng đang như thế nào, hiểu không? Không. Còn vấn đề là khi cả hai nói chung thì mình còn nói ở đây là 4.4. Ở thời điểm 4.4 này đã thì con Navia được ưu ái hơn nhiều. Ừ. Đấy. Thì tầm này. Đó. Rồi bà cò. Bà cò. Hết cố. Hết cố bà cò. Tại vì bả vấn đề của bả là đây này nhá. Một con support có sát thương. Không phải không? Hiêu mạnh không? Cái ông, rất cái, mạnh. Cái ông nào bữa mới nói là không có sát thương ta. Có với điều kiện có, thật ra là ở tầm 10-12 ngàn thì mình được coi có sát thương rồi, cái này AOE mà. Ông nào? Nhưng mà cứ coi nó không có sát thương đi, đừng ke nó đi. Thì nó sẽ bớt bá hơn, vấn đề nó có. Đã tôi cầm chấm ok chưa? Hiểu rồi. Rồi, Rồi, con Faluzan, alo, con sợi, con Senjun. Mà cò, Senjun. Sát thương có không? Không, không tính là no damage. Ừ. Rồi vậy đi. Heal mạnh không? Mạnh. Áp ổn. Map mạnh không? Đẹp, ngon. Mạnh. Lăng ba đi bộ. Mạnh. Ok. Búp mạnh không? Mạnh. Mang. Búp mạnh cho tất cả. Dùng từ là mang. Chứ không mạnh. Mang. Cái búp mà gọi là niche. Gọi là như sao ta? Các bạn biết cái búp này là ít nhất là gấp đôi so với búp của con Sanhe dành cho Ayaka. Jerry nói chuyện cũng chỉ bê kìa. Cũng chi. Cái vấn đề là nhiều team com xài được. Kiểu như bả búp không phải là chỉ có 1-2 team com. Cho nên nó để bê là vậy. Nhiều đứa. Phải để nâng tầm tụi nó lên luôn. Nâng nó lên luôn. Cho nên là đầu A đuôi F. Đuôi F. Em nghĩ là nó tầm này là hợp lý nè, tại vì trên sao xíu ở tầm này, tại vì bả vẫn gọi là niche, hơi niche, nhưng mà kiểu như ba cái con hiện tại cầm được bả là khá là khỏe, cho nên cái vấn đề này tầm này. Cái vấn đề này nè, nó niche thì ok, nếu em gọi niche cũng được, nhưng mà cái niche này hơi rộng không? Ừ thì nó rộng hơn những con niche khác cho nên bả mới A đó, chứ mấy con niche khác là nó bả năm sao nha, bả năm sao nha, thì hai con nít cái nít này hơi động không, nâng nó lên tầm thua vị trí sắp rồi chút xíu không, đây, hơn Ayaka đi, hai con nít nó đi với nhau là hợp lý rồi anh, hai con nít đi hơn Ayaka, em nghĩ hơn Ayaka không, em nghĩ thì nếu mà nó nít thì hai con nít đi với nhau là hợp lý rồi thì đẩy nó lên luôn đấy, cái con Nilo này là co của một đội hình, ừ, co của một đội hình, chỉ một đội hình thôi, còn con này là nít của 4-5 đội hình. Ừ, vậy trên. Cho nên đẩy nó lên. Đây. Đẩy nó lên dưới à, trên Ayaka. Trên luôn hả? Trên Ayaka. Có búp quá không? Tại vấn đề cũng chỉ 4-5 đội hình thôi mà, chứ không phải là tất cả 4-5 đội hình và nó siêu và nó mạnh. Chứ không phải 4-5 đội hình yếu. Thế là không phải là em cố tình em nhét vô để cho nó chơi trung bình. Mà bởi vì em nhét nó vô nó mạnh. Nó lên tiền. Thế lại có một đội hình mà gọi là không phải là đội hình La Hoàng nhưng mà có đội hình D-map rất mạnh. Cho nên không chỉ mạnh. D-map mà La Hoàng rất mạnh luôn. Ý là giờ mọi người Hey, mà con này xài con này hệ thống nữa chứ. Ừ, bốn hình được. Cầm sách rồng được. Là điểm cộng nữa. Giờ mày không thích tấn công khi đá tao mạnh đúng không? Mày được luôn cái bốn hình. Cầm sách rồng cũng được. Rồi. Thêm cái Yami. Ma Yami. Nhân vật cuối cùng. Em nghĩ là
Dạ. Tại vấn đề ừ, sao lại ăn hả? Sao lại ăn? Thì cơ bản là sao đầu ra á? Đầu ra gaming cao hơn đầu ra đi lúc nha. Ừ. Nhưng mà sao lại ăn? Thì ở C0 và nó là mọi người có thể obtain free bằng cách là mọi người chơi event Tết hãy đăng. Nhưng mà anh nghĩ nếu như vậy nó phải chỉ trên B thôi, nó chỉ trên đi lúc ở B thôi, cái vẫn ở B. Trên đi lúc hả? Ừ, anh nghĩ nó không tới A. A thì nó phải hơn thế. Đó là, nó là nhân vật mạnh ở C0, nó đội hình chơi. Nó là nhân vật mạnh ở C0. Đúng. Và nó là 4 sao. Đúng. Nó lấy được free. Đúng. Hoàn toàn. Ừ. Vũ khí nó cũng free. Vũ khí nó cũng khá free. Ừ. Vũ khí nó cũng khá free mà vô trong clip mày xài kiếm ly cốt nha, hơi không free rồi đó. Thì cái kiếm ly cốt là vũ khí mạnh nhất. Nè, kiếm ly cốt mạnh hơn vũ khí 5 sao nha. Vũ khí 5 em sao mà. Cái chấm của nó là cái gì không? Cái chấm là kiếm ly cốt rồi anh. Còn cây cây còn mạnh, cây cây 100% là kiếm ly cốt. Chấm chấm chấm. Ừ thì 100% là kiếm ly cốt. Mà chấm free. Còn Navia. Không, trứng Navia 99% nha, em test có vài đứa test rồi, trứng Navia 99 đi cốt 100%. Nó test đam đầu thôi, một đam ấy thôi, chứ rotation nó vẫn mạnh hơn. Không, nhưng rồi. Mà Navia có một cái trứng, không, trứng của anh xài vậy cũng sai rồi, trứng của Garmin không phải trứng Navia. Trứng Garmin là con cò. Ôi tôi, mệt quá. Mệt quá mà. Thì giống như trứng Ayaka là Shinhe thôi, giỡn. Không, trứng Ayaka Shinhe mới không có Shinhe nó yếu luôn. Thì đó. Ờ thì Garmin không có Shinhe cũng được, à, không có bà cò cũng được, nhưng mà có bà cò thì mạnh mạnh cực á. Nhưng cho nên là chứ cũng gọi là chấm được. Cho nên nó nằm ở B được, tại vì thật ra A thì nó cần nó cần có tận hai, một là phải rất mạnh rồi. Một là phải rất mạnh như các bạn cũng thấy là đội hình mà mình để A á, một những con support không tính là bọn A thì những con DPS ở khu này được tính là DPS mạnh. Được tính là DPS mạnh ở 4.4 hiện tại, tại vì ở 4.4 luôn. Còn Garmin thì được tính là ok, nó ở phân. Nó ra được một loại sát thương cao nhưng nó không liên tục được như vậy. Ừ. Cho nên là rất tiếc là mình để nó ở B thôi. Nhưng mà đầu B hay là thua đi lúc nhỉ? Mạnh hơn đi lúc anh. Thử test chưa? Rồi chết rồi. Đi lúc con này nào mạnh hơn? Đi lúc mạnh hơn. Đi lúc không mạnh hơn tại vấn đề là cái tất cả những con này là 4 sao và DPS đầu ra nó ngang đi lúc, là anh tự hiểu là đi lúc nó yếu hơn rồi. Và các cung mệnh của đi lúc nó không có ảnh hưởng gì tới việc team con bà cò của nó hết, trong khi tất cả các cung mệnh của gaming anh đều có thể obtain nếu mà anh chịu khó mỗi bây năm anh chơi. Bây giờ mình so một con 5 sao C0 với một con 4 sao C6 đi. Thì là gaming cắn chặt. Đó là cái cách so mà thông thường nhất đi ha. Anh mà anh so gaming. Ok, cho gaming hơn đi lớp đi. Cuối cùng gaming, đứa không còn là con B mạnh nhất rồi. Anh tính ra là anh mà so con gaming C6. Và Chiro đi, không biết. Chiro đi chưa biết. Nếu anh, bây giờ cho anh dự đoán đi, hốt đi. Em nghĩ Chiro đi sẽ ở đâu? Chiori đây. Sao giống như anh vậy? Ừ. Hơi anh cũng nghĩ Giang mày luôn, bởi vì đơn giản một điều thôi. Mẹ ơi hẹn nha, phải ai cứu? Ừ, nhưng mà cái vấn đề là Navia cứu Chiori, mà vấn đề duy nhất là Chiori.